Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ cho con xin phép hỏi lần là dạ con cảm ơn cô Huệ Ngọc. Nam mô Bụt Thầy giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Má trên mạng internet qua PowerTalk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021, Phật lịch 2564, giáo trình hôm nay Trung Bộ Kinh bài 140. Kinh giới phân biệt tha tú quý phan gá xuất tá thấy được pháp nhận ra Phật. Phân đoạn 651 đến 655 sẽ do Thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp vô Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên để vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện uy đức, cầu phúc lành phát. Chúng con tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp đến chúng con cung kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Chúng con cung thỉnh Ngài. Dạ thưa con không thấy Thượng tọa Tề Siêu, con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy chứ. Kính đại lễ chư Tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thỉnh thoảng đọc ở trong kinh điển hay là sách xưa, chúng ta tìm thấy một vài hình ảnh rất là hiếm hoi và cho chúng ta cái cảm giác rất là đặc biệt. Bài kinh ngày hôm nay ghi lại hình ảnh ở trong một ngôi chứa cỏ có hai vị sa môn. Ngôi nhà chứa cỏ là ngày xưa người ta làm nông, người ta có một ngôi nhà để cất giữ nông cụ, rồi họ chứa cỏ để dành cho bò ăn. Nhưng mà tại phong tục Ấn Độ thỉnh thoảng
có những vị tu sĩ, những vị sa môn đi đường mà khi trời tối không có nơi thích hợp để mà trọ thì thường ghé những nhà để xin tá túc ở tại ngôi nhà chứa cỏ. Một phần vì nó có tính cách biệt lập, và thường là trong ngôi nhà chứa cỏ thì nó không có cái gì để làm phiền về những cái đồ vật quý giá, không làm phiền người chủ và cũng không phiền khách. Nhưng mà thưa quý vị, đặc biệt trong ngôi nhà chứa cỏ mà chúng ta tìm thấy ở trong bài kinh ngày hôm nay thì đây là nơi gặp gỡ của hai vị vua, và cả hai vị đều từ bỏ ngai vàng. Một là Đức Phật của chúng ta, và hai là vua Kukushti ở từ miền Tây của Ấn Độ. Hình ảnh hai vị vua đều từ bỏ ngai vàng, đều sống đời sa môn, một vị đã giác ngộ và một vị đang trầm cầu giác ngộ. Và cuộc đàm thoại của hai vị thật là lợi lạc, thật là thú vị. Ở trong đó chứa đựng rất là nhiều những cái lời dạy hết sức là hàm súc về sự quán chiếu pháp giới, quán chiếu tự thân, và kể cả một kệ ngôn rất là quan trọng cho người tu tập. Bây giờ thì mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ nghe bài giảng từ sư tổ Hợp Đắc. Xin quý vị đọc cho phần chánh kinh. Sa thú, à, con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Tiếp đến, con xin đọc chánh kinh bài học ngày hôm nay. Giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya 140, kinh giới phân biệt. Tha tú quý phăng giá xuất tá, thấy được Pháp, nhận ra Phật. Cụm từ tha tú quý phăng giá có nghĩa là sự giãn rộng hay phân quý phăng giá. Trong kinh này, Bút Phật nhưng không nhận ra Phật. Tuy vậy, sau khi thấy Pháp thì thấy được Phật. Bậc vô thượng Điền Ngự đã khai thị cho con người hữu tâm hữu chí này là sự giảng giải về những nguyên tố của đời sống và lời dạy hàm súc. Chớ sao lãng tuệ, hãy bảo vệ chân đế, huân tu hạnh buông xả, tập sống trong an tịnh. Văn nhân Nát bá mát chê giá Sắc chá má nú Rắc khê giá Cha giá má nú Pru hê giá Săn tí mê quá xô Xích khê gia tí. Phân đoạn 651, hai vị vua cùng ở trọ trong nhà chứa cỏ. Bút Cú Sa Tí là vua của xứ Sắc Cá Xí La, do được Phật ngôn khắc trên những bảng vàng do vua Bim Bí Xá Rá gửi tặng nên phát tâm xuất gia cầu giải thoát. Vì này cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục người tu hướng về Sawatthi cầu gặp Phật. Đấng Pháp Vương quán sát thấy duyên lành của vị này nên đã đích thân gặp vị này trong một ngôi nhà chứa cỏ ở trọ qua đêm dọc đường. Kinh văn: Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn du hành ở xứ Má Gá Thá Ma Kiệt Đà, đi đến Ra Trá Gá Há Vương Xá, đến nhà thợ gốm Phá Gá Quá. Sau khi đến nói với thợ gốm Phát Gá Gá Quá: Này Phát Gá Quá Vá Quá, nếu không gì phiền phức cho ông, ta muốn ở tại chỗ này một đêm. Bạch Thế Tôn, không có gì phiền phức cho con. Ở đây đã có một vị xuất gia ở từ trước rồi. Nếu vị ấy thỏa thuận, Bạch Thế Tôn, hãy ở lại tùy theo sở thích.
Lúc bấy giờ, thiện gia nam tử Bút Sa Tý do lòng tin y cứ Thế Tôn đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy đã đến ở trước tại trú xứ của thợ gốm. Rồi Thế Tôn đi đến tôn giả Bút Khú Sa Tý. Sau khi đến nói với Bút Khú Sa Tý: Này tỷ kheo, nếu không gì phiền phức cho ông, ta muốn ở lại trú xứ này một đêm. Rộng rãi, thưa thiền hiền giả, là trú xứ của thợ gốm, tôn giả có thể ở tùy sao theo sở thích. Rồi Thế Tôn sau khi bước vào trú xứ của thợ gốm, trải thảm cỏ vào một bên, ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú niệm trước mặt. Và Thế Tôn trải qua phần lớn đêm ấy ngồi như vậy. Tôn giả Bút Khú Sa Tý trải qua phần lớn đêm ấy cũng ngồi như vậy. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, cứ chỉ thiện gia nam tử này có vẻ tín thành, ta hãy hỏi vị ấy. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Bút Khú Sa Tý: Này tỷ kheo, ông gia y cứ vào ai? Ai là đạo sư của ông? Ông chấp nhận pháp của ai? Thưa hiền giả, có Sa môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn Gotama ấy. Ngài là bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Tôi đã xuất gia, y cứ bậc Thế Tôn ấy, Ngài là bậc đạo sư của tôi, và tôi chấp thuận pháp Thế Tôn ấy. Này tỷ kheo, này nay Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác ấy ở đâu? Thưa hiền giả, có một thành phố tên là Sa Quách Thi giữa các quốc độ phía Bắc. Tại đấy Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác hiện nay đang ở. Này tỷ kheo, trước đây ông đã thấy bậc Thế Tôn ấy chưa? Và nếu thấy, ông có nhận ra được không? Thưa hiền giả, trước đây tôi chưa từng thấy bậc Thế Tôn ấy, và nếu thấy tôi không nhận ra được. Phân đoạn 652. Quán chiếu pháp giới trong ngôn ngữ cô đọng nhất. Đức Thế Tôn mở đầu dạy pháp thoại với sự tóm lược về con đường giác ngộ. Kinh văn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, thiền gia nam tử này xuất gia y cứ nơi ta, vậy ta hãy thuyết pháp cho thiện gia nam tử ấy. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Bút Khú Sa Tý: Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa hiền giả, vâng. Tôn giả Bút Sa Tý vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này tỷ kheo, người này có 6 giới, 6 xúc xứ, 18 ý hành, 4 thắng xứ. Khi được an trú, vọng tưởng không có chuyển động. Khi vọng tưởng không chuyển động, thì ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh, chứ có buông lung trí tuệ. Hãy hộ trì chân đế, hãy tăng trưởng huệ thí, cha gá, hãy tu học tịch tịnh. Đây là tổng thuyết 6 giới phân biệt. Phân đoạn 653. Những nguyên tố của vạn hữu. Nếu nhìn vào những nguyên tố cấu thành sự hiện hữu sẽ xóa được ảo giác. Kinh văn. Này tỷ kheo, khi được nói đến người này có 6 giới, do duyên gì được nói đến như vậy? Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Này tỷ kheo, khi được nói đến người này có 6 giới, chính do duyên này được nói đến như vậy. Này các tỷ kheo, khi được nói đến người này có 6 xúc xứ, do duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn xúc xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Khi được nói đến người này có 6 xúc xứ, chính do duyên này được nói đến như vậy. Này kheo, khi được nói đến người này có 18 ý hành, do duyên gì được nói đến như vậy? Khi con mắt thắt thấy sắc, người ấy chạy theo sắc, chỗ trú xứ của hỷ chạy theo sắc, chỗ trú xứ của ưu chạy theo sắc, chỗ trú xứ của xả. Khi tai nghe tiếng, mũi người ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân xúc pháp, vân vân, ý nhận thức pháp,
người ấy chạy theo pháp, chỗ trú xứ của hỷ, người ấy chạy theo pháp, chỗ trú xứ của ưu, người ấy chạy theo pháp, chỗ trú xứ của xả. Như vậy có sáu hỷ hành, sáu ưu hành, sáu xả hành. Khi được nói đến người này có 18 ý hành, chính gia duyên này được nói đến như vậy. Dạ thưa, con có đọc thêm phần 654 không dạ? Tại vì sư con lần ngưng lại. Dạ thưa con có đọc tiếp không dạ? Dạ, con cảm ơn sư. Dạ thưa phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài Nam Mô Bút Tha Giá. Anh là một vị thầy nha. Không biết xin lỗi thượng tọa giới đẳng. Khi nãy thượng tọa cầm mic và chúng tôi lại giật mic. Xin thỉnh thượng tọa cầm mic trở lại. Dạ bạch thưa thật sự sư, tại vì nghĩ là thượng tọa pháp đúng thành đã định chia về kinh làm hai, nhưng mà hôm nay thì thượng tọa đang không vào, thượng tọa từ sư đồng ý đường khuyết á, thì sư huynh khoan hỷ cho biết rằng sư huynh muốn giảng trọn bài đó, thì sẽ nói với cô huynh xuân đọc trọn bài luôn. Nãy giờ xin lỗi cô huynh xuân là đang liên lạc với hạt thượng tọa từ sư khoan hỷ chắc chưa vài chữ là không biết thượng tọa muốn giảng nguyên bài đó thì chúng ta sẽ đọc hết bài kinh luôn. Thật ra bài kinh hôm nay rất là lợi lạc nếu mà chúng ta nghe trọn cả bài. Một lần nữa xin được hỏi là thượng tọa tự siêu có nghe được không? Xin thượng tọa khoan hỷ cho quyết định là thượng tọa muốn giảng hết thời gian nửa bài thôi. Dạ vâng, cô Quy Sưng. Xin lỗi cô Huy Xuân, khoan hỷ đọc dùm cho hết bài đi. Dạ, rồi sau đó, sau khi chúng ta đọc hết bài, chúng ta sẽ tiến thỉnh một tổ tự siêu giảng trong bài kinh hôm nay. Cảm ơn cô Huy Xuân. Dạ con xin lỗi, con bấm mà con tưởng là con lên rồi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn cô Tịnh Hành. Dạ con xin đọc lại. Con xin đọc tiếp chánh kinh phân đoạn 654, bốn phương châm của hành giả. Bốn trọng tâm mà người tu tập cần luôn tâm niệm là không xa rời trí tuệ, tôn trọng sự thật, học hạnh buông xả và tôi luyện trong tịch tịnh. Kinh văn: Này các này tỷ kheo, khi được nói đến người này có bốn thắng xứ, do duyên gì được nói đến như vậy?
Tuệ thắng xứ, đế thắng xứ, huệ thí thắng xứ, tịch tịnh thắng xứ. Khi được nói đến, người này có bốn thắng xứ, chính gia duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, hãy tăng trưởng huệ thí, học tịch tịnh. Do duyên gì được nói đến như vậy? Thế nào là không buông lung trí tuệ? Có sáu giới này: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Này tỷ kheo, thế nào là địa giới? Có nội địa giới và ngoại địa giới. Và này tỷ kheo, thế nào là nội địa giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành khách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, tử, phân và bất cứ gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ. Như vậy, này tỷ kheo, được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc vào địa giới, thuộc về địa giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. Và này các tỳ kheo, thế nào là thủy giới? Có nội thủy giới, có ngoại thủy giới. Và này tỳ kheo, thế nào là nội thủy giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng. Thuộc chất lỏng bị chấp thủ. Như vậy, này tỷ kheo, được gọi là thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. Và này tỷ kheo, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa giới và có ngoại hỏa giới. Và này tỷ kheo, thế nào là nội hỏa giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ? Như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy? Cái gì khiến cho những vật được ăn, uống, nhai, nếm có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ? Này tỷ kheo, như vậy được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát hỏa giới và chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. Và này tỷ kheo, thế nào là phong giới? Có nội phong giới, có ngoại phong giới. Và này tỷ kheo, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, thuộc bị chấp thủ, như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thổi ngang các đốt, các khớp, hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Này tỷ kheo, như vậy được gọi là nội phong giới. Những gì thuộc phong giới và những gì thuộc
ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong giới ấy phải được quán sát như thật và chánh trí tuệ như sau: cái này không phải tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với phong giới, tâm tư từ bỏ phong giới. Và này các tỷ kheo, thế nào là hư không giới? Có nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và này tỷ kheo, thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ như lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, được uống, được ăn, được nếm, và tại chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn, được nếm, được giữ lại, và chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn, được nếm và được tống xuất xuống phần dưới để ra ngoài, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không tánh bị chấp thủ. Này tỷ kheo, như vậy được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội hư không giới và ngoại hư không giới đều thuộc về hư không giới. Hư không ấy phải được quán sát như thật với chánh tri tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư không giới. Lại nữa, khi thức còn lại được trong sạch, trong trắng, vị ấy biết được một số sự việc nhờ thức ấy. Vị ấy thức tri được lạc, thức tri được khổ, thức tri được bất khổ, bất lạc. Này tỷ kheo, duyên lạc xuất thọ khởi lên. Vì ấy khi đang cảm giác lạc thọ, tri rằng ta tôi cảm giác lạc thọ do lạc xúc diệt đi, lạc thọ do lạc xúc được khởi lên, được cảm giác. Vì ấy biết lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Này tỷ kheo, duyên khổ xúc khổ thọ khởi lên. Vì ấy khi đang cảm giác khổ thọ, tuệ tri rằng ta tôi cảm giác khổ thọ do khổ xúc ấy diệt đi, khổ thọ do khổ xúc được khởi lên, được cảm giác. Vì ấy biết khổ thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Này tỷ kheo, duyên bất khổ bất lạc xúc bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Vì ấy khi đang cảm giác bất khổ lạc thọ, tuệ tri rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ do bất khổ bất lạc thọ xúc ấy diệt đi, bất khổ bất lạc thọ do bất khổ bất lạc xúc được khởi lên, được cảm giác. Vì ấy tuệ tri bất khổ bất lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Này tỷ kheo, ví như do hai cây que xúc chạm cọ xát, hơi nóng được sanh, ngọn lửa được hiện khởi. Khi hai que ấy được rời nhau, được phân ly, sức nóng được sanh khởi ấy, sức nóng ấy được diệt đi, được chấm dứt. Cũng vậy, này tỷ kheo, duyên lạc xúc lạc thọ khởi lên. Vì ấy khi đang cảm giác lạc thọ, tuệ tri rằng tôi đang cảm giác lạc thọ do lạc xúc ấy diệt đi, lạc thọ do lạc xúc ấy do lạc xúc được khởi lên, được cảm giác. Vì ấy tuệ tri lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Này tỷ kheo, duyên khổ xúc khổ thọ khởi lên. Vì ấy khi đang cảm giác khổ thọ, tuệ tri rằng tôi đang cảm giác khổ thọ do khổ xúc ấy diệt đi, khổ thọ do khổ xúc được khởi giác. Vì ấy biết khổ thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Này tỷ kheo, duyên bất khổ bất lạc xúc bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Vì ấy khi đang cảm giác bất khổ lạc thọ, tuệ tri rằng tôi cảm giác bất khổ là bất lạc thọ do bất khổ bất lạc thọ xúc ấy diệt đi, bất khổ bất lạc thọ do bất khổ bất lạc xúc được khởi lên, được cảm giác. Vì ấy tuệ tri
Bất khổ, bất lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Lại nữa, xả còn lại được trong sạch, trong trắng, nhu nhuyễn, dễ uốn nắn, chói sáng. Ví như, này tỷ kheo, một người thợ vàng thiện xảo hay người đệ tử sửa soạn lò đúc. Sau khi sửa soạn lò đúc xong, người ấy đốt lửa miệng lò đúc. Sau khi đốt lửa miệng lò đúc, người ấy dùng kềm kẹp lấy vàng và đặt vàng vào trong miệng lò. Rồi thỉnh thoảng người ấy thổi trên ấy, thỉnh thoảng người ấy rưới nước trên ấy, thỉnh thoảng người ấy quan sát thật kỹ. Vàng ấy đã trở thành sáng sủa, thanh tịnh, gột sạch. Các uế tạp được đoạn trừ, các tì vết được trừ sạch, nhu nhuyễn, dễ uốn nắn và chói sáng. Và nếu người ấy muốn làm đồ trang sức nào, hoặc vòng nhẫn, hoặc bông tai, hoặc vòng cổ, hoặc vòng hoa vàng, thời vàng ấy có thể vào mục đích ấy. Cũng vậy, này tỷ kheo, lại nữa xả còn lại được trong sạch, trong trắng, nhu nhuyễn, dễ uốn nắn, chói sáng. Người ấy tuệ tri như sau, nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào hư không vô biên xứ và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời xả này cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một gian dài. Nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào thức vô biên xứ và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy, vào vô sở hữu xứ và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy, vào phi tưởng phi vi tưởng xứ và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Người ấy tuệ tri như sau, nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào hư không vô biên xứ vân vân, thức vô biên xứ vân vân, vô sự sở hữu xứ vân vân, phi tưởng phi phi tưởng xứ và tu tập của ta tâm của ta tùy theo pháp ấy, thời xả ấy trở thành pháp hữu vi, vị ấy không tác thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu. Do không tác thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu, vị ấy không chấp thủ một sự vật gì ở đời, chấp thủ không quấy rối vị ấy. Do chấp thủ không quấy rối vị ấy tự chứng niết bàn và vị ấy tuệ tri. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái như thế này nữa. Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ tri, thọ ấy là vô thường, vị ấy tuệ tri, không nên đắm trước, vị ấy tuệ tri, không phải là đối tượng để hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy tuệ tri, thọ ấy là vô thường, vị ấy tuệ tri không nên đắm trước, vị ấy tuệ tri không phải đối tượng để hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy tuệ tri thọ ấy là vô thường, vị ấy tuệ tri không nên đắm trước, vị ấy tuệ tri không phải là đối tượng để hoan hỷ. Nếu cảm giác lạc thọ không có hệ phược, vị ấy cảm giác thọ ấy. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ không có hệ phược, vị ấy cảm giác thọ ấy. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ không có hệ phược, vị ấy cảm giác thọ ấy. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ với thân là tối hậu, vị ấy tuệ tri. Ta cảm giác một cảm thọ với thân là tối hậu. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ với sinh mạng là tối hậu, vị ấy tuệ tri. Ta cảm giác một cảm thọ với sinh mạng là tối hậu. Vì ấy tuệ tri, sau khi thân hoại mạng chung, một cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây trở thành thanh lương. Ví như này tỷ kheo, như ngọn đèn dầu được cháy đỏ nhờ dầu
và tim, khi dầu vào tim diệt tận và không có vật liệu khác được đem đến, ngọn đèn dầu ấy bị diệt tắt. Cũng vậy, này tỷ kheo, khi cảm giác một cảm thọ lấy thân làm tối hậu, vì ấy tuệ tri. Tôi cảm giác một cảm thọ lấy thân làm tối hậu, khi cảm giác một cảm thọ lấy sinh mạng làm tối hậu, vì ấy tuệ tri. Tôi cảm giác một cảm thọ lấy sinh mạng làm tối hậu, vì ấy tuệ tri. Sau khi thân hội mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây trở thành thanh lương. Do vậy, tỷ kheo thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng tuệ thắng xứ này, vì rằng này tỷ kheo, như vậy là tối thắng thánh tuệ, nghĩa là trí biết sự đoạn tận mọi đau khổ. Sự giải thoát ấy của vị này an trú vào chân đế, không bị dao động. Này tỷ kheo, cái gì có thể đưa đến hư vọng thuộc thời thuộc về hư vọng, cái gì không thể đưa đến hư vọng thời thuộc về chân đế niết bàn. Do vậy, vị tỳ kheo thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng đế thắng xứ này, vì rằng này tỳ kheo, như vậy là tối thắng thánh đế, tức là niết bàn, không có thể đưa đến hư vọng. Và những sanh eo thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng huệ thí thăng xứ này, vì rằng này tỷ kheo, như vậy là tối thắng thánh huệ thí, tức là sự xả ly tất cả sanh y và tham ái vô tri. Thước trức của nó thuộc tham dục tham nhiễm, pháp ấy được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không thể hiện hữu nữa, trong tương lai không có khả năng sanh khởi nữa. Phẫn nộ vô trí thức của nó thuộc sân hận, thuộc tội quá, pháp ấy được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Và vô minh vô trí thức trước của nó thuộc si mê, thuộc tội quá, pháp ấy được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không thể hiện hữu trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Do vậy, tỷ kheo thành tựu như vậy là thành tựu tối thắng tịch tịnh thắng xứ. Này tỷ kheo, như vậy là tối thắng thánh tịch tịnh, tức là sự tịch tịnh tham sân si. Khi được nói đến, chớ có buông lung trí huệ, hãy hộ trì chân đế, hãy làm cho sung mãn huệ thí, hãy tu học tịch tịnh. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Khi được nói đến, khi được an trú vọng tưởng không có chuyển động, khi vọng tưởng không chuyển động, vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh. Do duyên gì được nói đến như vậy? Này tỷ kheo, tôi là như vậy là vọng tưởng. Tôi là cái này như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ là như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ không là như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ có sắc như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ không có sắc, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ có tưởng, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ không có tưởng, như vậy là vọng tưởng. Tôi sẽ không có tưởng, không có tưởng, như vậy là vọng tưởng. Vọng tưởng này tỷ kheo là bệnh, vọng tưởng là cục bướu, vọng tưởng là mũi tên. Này tỷ kheo, khi vượt khỏi mọi vọng tưởng, vị ẩn sĩ được gọi là tịch tịnh. Nhưng này tỷ kheo, vị ẩn sĩ tịch tịnh không sanh, không già, không có dao động, không có hy cầu, vì không có cái gì do đó có thể sanh. Này tỷ kheo, không sanh làm sao già được? Không già làm sao chết được? Không chết làm sao dao động được? Không dao động làm sao hy cầu? Khi được nói đến, khi được an trú, vọng tưởng không có chuyển động, khi vọng tưởng không chuyển động, vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh, do chính duyên này được nói đến như vậy. Này tỷ kheo, hãy thọ trì sự phân biệt tóm tắt của ta về sau giới. Phân đoạn 655, thấy pháp nên biết mình gặp được Phật. Do Đức Thế Tôn dùng thần thông thị hiện trong hình ảnh một
sa môn bình thường nên Bút Hú Sa Tý không nhận ra Phật, nhưng khi thành tựu chánh trí tuệ giác thì một thánh đệ tử không thể nào gặp Phật mà không biết Phật. Kinh văn: Rồi tôn giả Bút Hú Sa Tý nghĩ như sau: Thật sự bậc đạo sư đã đến với ta, thật sự bậc thiện thệ đã đến với ta, thật sự bậc chánh đẳng chánh giác đã đến với ta. Rồi tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Con đã rơi vào một lỗi lầm, bạch Thế Tôn, vì rằng ngu đần, si mê và không khéo léo như con đã nghĩ rằng con có thể xưng hô với Thế Tôn với danh từ hiền giả. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm ấy là một lỗi lầm để con có thể ngăn ngừa trong tương lai. Này tỷ kheo, thật vậy, ông đã rơi vào một lỗi lầm vì rằng ngu đần, si mê và không khéo léo, vì ông đã nghĩ rằng ông có thể xưng hô với ta với danh từ hiền giả. Nhưng này tỷ kheo, nếu ông thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm và như pháp phát lộ, thời chúng ta chấp nhận lỗi lầm ấy cho ông, vì rằng này tỷ kheo, đây là sự tăng ích trong giới luật của bậc thánh. Khi nào một ai thấy lỗi lầm là một lỗi lầm như pháp phát lộ để ngăn ngừa trong tương lai. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cho con được thọ khụ túc giới trước mặt Thế Tôn. Này tỷ kheo, ông có đủ y bát không? Bạch Thế Tôn, con không có đủ y bát. Này tỷ kheo, các Như Lai không có trao khụ túc giới cho ai không đủ y bát. Rồi Tôn Bút Hú Sa Tý sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi tìm y bát. Trong khi tôn giả Bút Hú Sa Tý đi tìm y bát, một con bò cuồng chạy đoạt mất mạng sống của tôn giả. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thiện gia nam tử Bút Hú Sa Tý được Thế Tôn thuyết giảng một cách vắn tắt đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy như thế nào, đời sống tương lai như thế nào. Này tỳ kheo, thật là bậc hiền thiện gia nam tử Bút Hú Sa Tý đã chấp hành chánh pháp và tùy pháp và không có phiền nhiễu ta với những kiện tụng về chánh pháp. Này các tỳ kheo, thiện gia nam tử Bút Hú Sa Tý sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử được hóa sanh và từ chỗ ấy nhập niết bàn, không phải trở lưu đời ấy nữa. Thuyết Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ thưa, chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính tri ân, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con phát đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Từ nãy giờ thì con đã coi cái bài kinh này cũng mấy lần rồi, nên con sẽ giảng được. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở trong cái bài kinh số 40 này, Tha Tố Quý Con Gái, cái cụm từ Tha Tố Quý Con Gái được là sự giảng rộng phân tích các cái nguyên tố gồm có bốn cái đề tài là quẩn, xứ, giới, đế một cái cách chi tiết. Thì ở trong cái bài kinh này đó thì chúng ta có một cái nhìn ở bản thân của mình xuyên qua cái bài kinh này để thấy được Đức Phật ngày dạy về cái pháp tuệ quán với một cái tuệ giác của bậc đạo sư vị chánh đẳng chánh giác.
và ngài dạy cho một cái người nghe và quán xét từ lúc ngồi cho đến lúc đứng lên thì đã đắc đạo quả Arahant và trở thành vị thánh Bức Lai. Đó là Thiện Gia Nam Tử Bút Cú Sa Tý. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài học này đó thì chúng ta có thể lược qua vì chúng ta đã nghe hết cái bảy đọc, mà nên chúng ta có thể lược qua một cái số về cái suộc cái chuyện hội ngộ của Đức Phật và Bút Cú Sa Tý ở trong cái gian nhà của người thợ gốm. Và Đức Thế Tôn thì ngài thuyết giảng với một cái vị vua mà tự cạo bỏ râu tóc để đi tìm Đức Phật, nhưng mà ông không biết Đức Phật. Và Đức Phật ngài biết rằng khi mà ông quán xét và chứng ngộ được biết đây là bậc đạo sư, nên Đức Phật ngài đã ngồi ở trong cái gian nhà lò gốm với cái thời thiền, và Đức Thế Tôn ngài đã xả thiền đó và ngày đến nơi một cái vị du sĩ gọi là Bút Cú Sa Tý, và Đức Phật ngày bắt đầu thuyết giảng. Và cái sự thuyết giảng này đó, Đức Phật ngày chỉ rõ về tất cả thế giới, tất cả thế giới hữu tình là chúng sanh ở cõi nhân loại. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong chúng ta đó thì vẫn có những cái pháp này, nói về 6 cái xúc xứ, 18 cái ý hành và 4 cái thắng xứ. Nếu một người mà không có vọng tưởng, không có bị vọng tưởng lay động đó, thì là một cái vị ẩn sĩ tịch tình và hộ trì trí tuệ và chân đế. Huệ thí hoặc là học về tịch tình, đây là 4 cái điều mà đặc biệt, rất là đặc biệt, phân biệt. Thì chúng ta thấy rằng đối với 6 giới đó, Đức Phật ngài nói về 6 giới đó, thì chúng ta hiểu 6 giới đó ở trong con người chúng ta. Đó là địa giới. Địa giới là cái vật gì cứng ở trong thân chúng ta. Quả giới là cái sức nóng ở trong người chúng ta. Phong giới là cái sự lay động, như là hơi thở ra vào của chúng ta, hoặc là hơi thở lên xuống từ hậu môn, hạ phong hoặc là thượng phong. Không giới là cái khoảng không gian mà hẹp hay là rộng. Cái khoảng không gian ở đây đó thì ở trong cái không giới nội phần đó, đó là những cái phần hư không mà không dính, làm cho các vật không dính với nhau, như là ruột gan, phèo phổi, lá lách, thận tim đó. Mỗi vật là chúng ta lấy ra từ phần vì có cái khoảng sắc hư không đó, nó nằm khoảng giữa phèo phổi ruột đó. Hư không ở bên ngoài là hư không để dung chứa chúng sanh, thức đó là tâm của chúng sanh. Khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, chúng ta hiểu tổng về cái lục đại duyên khởi, gọi là 6 cái duyên mà khởi sự cho chúng sanh. Và lục đại duyên khởi đó là 6 cái điều, đó là địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới và thức giới. Chúng ta hiểu nữa đó thì chúng ta hiểu đây là danh và sắc. Về 5 giới, địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới thì chúng ta gọi là sắc. Còn thức giới thì chúng ta gọi là danh, là tâm của chúng ta. Khi mà Đức Phật nói về 6 giới này, do duyên gì mà Đức Phật ngài nói về 6 giới? Thì 6 giới nó được chia, được nói đến, có 6 giới này đó thì nó sẽ có 6 cái 6 cái xúc xứ. Do duyên gì mà nói đến? Ví dụ như mắt chúng ta gọi là nhãn xứ, con mắt của chúng ta đó được gọi là nhãn xúc xứ, có nghĩa là nhãn là con mắt, xúc là cái sự xúc chạm bữa căn cảnh, và cái chỗ đó nên gọi là giống như cái xứ sở mà mình sanh ra, nên là nhãn xứ. Nhãn xúc xứ là cái chỗ mà sanh ra cái tâm nhãn thức. Nhĩ xúc xứ là cái lỗ tai chúng ta, và cái chỗ đó để nghe cái âm thanh, do âm thanh xúc chạm vào cái lỗ tai chúng ta, do những cái điều kiện mà nhĩ thức sanh khởi, có nghĩa là cái tâm nhĩ thức biết được cái cảnh thinh là các thứ tiếng. Tỷ xúc xứ là cái lỗ mũi chúng ta, là cái chỗ mà để cho tâm tỷ thức sanh khởi,
khi mà có cái cảnh khí là những cái hơi mùi nó bay vào cái lỗ mũi chúng ta, và cái tâm tỷ thức sanh khởi, thiệt thúc xứ đó là cái lưỡi chúng ta, và những cái gì li ti trên lưỡi đó, đó là cái thiệt xúc. Và cái tâm thiệt sẽ sanh khởi khi mà có cái vật thực, có cái nước miếng tôm ra đó, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị ngọt, chua cay, mặn, lạc. Thân xúc xứ là thân nằm khắp châu thân chúng ta, trừ ra tóc và móng tay, móng chân, thì thân căn nó không có hiện rõ. Nhưng mà tất cả trong thân chúng ta, khi chúng ta không chết đó, thì thân thức nương khắp cả châu thân chúng ta, từ ra tóc, móng tay và móng chân, là chỗ mà đụng vào là khó có cái thân thức sinh khởi. Nhưng mà nó cũng được gọi là thân xúc xứ, để cho thân thức sanh khởi, để có tâm thân thức sanh khởi. Đó là chúng ta gọi ngũ song thức. Nó sanh khởi nhãn xúc là tâm nhãn thức, nhĩ xúc là tâm nhĩ thức, tỷ xúc là tâm tỷ thức, thiệt xúc là tâm thiệt thức, thân thức là tâm thân xúc là tâm thân thức. Ý xúc là nói đến cái tâm hồ kiếp, hay là nói đến một ít máu mà khi chúng ta tục sinh, là cái chỗ ý căn, và hay là tâm hộ kiếp chúng ta đó, chúng ta thường gọi là hộ kiếp vượt qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng đó, rồi khai ý môn hay ngũ môn, thì thức sanh khởi. Như vậy thì chính do duyên này mà được nói đến như vậy. Thì như vậy nó có sáu cái nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, mà ý xúc đó, thì nó sẽ có những cái duyên, duyên cỡ tạo mà chúng ta gọi là 18 cái ý hành. Do duyên gì được nói như vậy, khi mắt mà nhìn thấy cảnh sắc á, mà chạy theo cảnh sắc. Bởi vì chúng ta thấy có mắt á, thì chúng ta thấy cảnh sắc, và chúng ta chạy theo cảnh sắc. Chạy theo cảnh sắc chỗ này thì Đức Phật gọi là vì cái tâm á, nó sanh khởi liên tục. Khi mà mắt cảnh sắc đó thì có nhãn xúc, rồi có nhãn thọ, rồi có sắc tưởng, sắc tư, sắc tầm, sắc tứ. Có nghĩa là những cái tâm sở đó nó sanh khởi liên tục, và cái diễn tiến của tâm nên gọi là chạy. Chỗ cái trú xứ của hỷ là cái gì mà liên quan đến sự vui khi mắt nhìn thấy, chạy đến ưu là những cái gì mà buồn, hoặc là chạy đến cái trú xứ của xã là cái tâm thản nhiên. Khi mà chúng ta gặp đối tượng gì đó, một là chúng ta vui, hai là chúng ta buồn, ba là chúng ta thản nhiên. Nên khi mà chạy theo như vậy đó thì cái tâm nó diễn tiến, mà diễn tiến như vậy thì nó diễn tiến ra, chúng ta gọi là chạy, chạy theo như vậy. Đó là cái điều kiện, đó là những cái nhân duyên. Rồi cái tai, cái mũi chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta ngửi mùi hương đó thì cái tỷ xứ đó là cái thần kinh nơi cái lỗ mũi, là cái khứu giác. Thì tiếp xúc với cái cảnh khí thì có tỷ thức, tỷ xúc, tỷ thọ, rồi khí tưởng, khí tư, khí tầm, khí tứ. Có nghĩa là khi mà chúng ta ngửi cái mùi gì đó thì chúng ta thường hướng theo cái mùi đó, thì chúng ta hiểu đó là khí tầm. Khi mà chúng ta quan sát được cái mùi đó, chúng ta gọi là khí tứ. Khi mà quan sát được một cái mùi gì đó mà chúng ta biết được cái mùi đó chắc chắn, thì chúng ta hiểu rằng hướng đến cái mùi đó là khí tầm, mà quan sát được cái mùi đó là khí tứ. Thì như vậy á, là cái lỗ mũi chúng ta nó chạy theo những cái gì mà cảnh khí, những cái hơi mùi nó bay vào cái lỗ mũi chúng ta. Khi mà cái lỗ mũi chúng ta nó tiếp xúc với cái cảnh khí đó thì chúng ta gọi là tỷ xúc. Rồi chúng ta sẽ có cái tỷ thọ, là cái thọ quẩn nó sanh khởi. Rồi có cái khí tưởng sanh khởi, đó là tưởng quẩn sanh khởi. Khí tư, khí tầm, khí tứ đó là hành quẩn sanh khởi. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái lỗ mũi chúng ta đó, khi mà tiếp xúc và những cái sở hữu sanh khởi mà được nói đến đó, thì chúng ta gọi là cái phần danh sanh khởi. Lỗ mũi mà chúng ta không chết đó, thì gọi là cái người còn sống đó, thì có cái tâm tỷ thức tinh nương vào cái lỗ mũi. Nhưng mà ngược lại cái người chết đó, thì có cái lỗ mũi nhưng mà không có cái tâm, mà chúng ta gọi là cái tâm
tỷ thức đó, nương vào cái lỗ mũi thì người đó không có nghe được hơi mùi. Như vậy á, lưỡi của chúng ta đó thì khi mà có cái cảnh vị, đó là tất cả những cái loại nước, tất cả những cái loại vật thực đặt vào lưỡi chúng ta đó, thì có tỷ thọ, rồi có vị tưởng. Vị tưởng là những gì chúng ta ăn rồi bây giờ chúng ta nhớ lại. Vị tưởng là những gì chúng ta ăn rồi bây giờ chúng ta nhớ lại cái đồ ăn đó, gọi là vị tưởng. Rồi có vị tư, vị tầm, vị tứ. Vị tư là nghiệp thiện ác ở trong cái miệng của chúng ta, nếu mà chúng ta khởi lên tham sân si. Và khi mà chúng ta chạy theo như vậy đó, là cái trú xứ của xả, của hỷ hay của u đó, thì được nói đến ba cái loại cảm thọ. Vì thọ quẩn nó chia ba thọ hoặc là năm hoặc là sáu thọ tùy theo, nhưng mà ở đây á, thì chia cái mắt tai mũi lưỡi của chúng ta đó, thân của chúng ta đều chạy theo cái trú xứ của hỷ, của u, của xả. Nói như vậy thì chúng ta biết rằng khi nào mà là khi mà chúng ta nhìn cái cảnh đó là cái tịnh tướng, cái tướng gì mà gọi là đẹp đối với mắt tai mũi miệng thân, nên gọi là tịnh tướng, thì có hỷ sanh khởi, cái thọ hỷ sanh khởi. Nhưng mà cái gì mà nó không phải là tịnh tướng, nó là đối ngại tướng, có nghĩa là nó trở ngại cho cái bản thân chúng ta đó, thì chúng ta thấy khó chịu đó, thì gọi là ưu, cái thọ ưu, tâm chúng ta nó khó chịu, là ưu sanh khởi. Khi mà không có thọ hỷ, thọ ưu đó, thì ngược lại nó có cái thọ xả. Như vậy nếu mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác á, thì chúng ta thấy nguyên cả ngày chúng ta đó, nó chỉ có thọ hỷ, thọ ưu hoặc là thọ xả. Thọ xả thì nó có si sanh khởi. Như vậy á, thì sáu cái hỷ hành này đó, sáu cái ưu hành, sáu cái xả hành, cộng chung gọi là 18 cái ý hành. Ý hành ở đây á, là nói đến những cái điều kiện mà Đức Phật ngài nói đến, có căn, có cảnh, có thức, thì có xúc, có thọ, mà thọ hỷ, thọ ưu hoặc là thọ xả. Như vậy á, thì cái duyên này được nói đến như vậy. Như vậy thì một cái người mà tu tập đó, thì chúng ta phải tự tự chánh niệm tỉnh giác để theo dõi các cái giác quan của chúng ta, mình gọi là những cái nội xứ, những cái nội xứ hoặc là ngoại xứ. Nội xứ là mắt, ngoại xứ là cảnh sắc. Sắc xứ là cái gì mà mắt nhìn thấy đó quý vị. Như vậy khi được nói đến bốn thắng xứ, do duyên gì được nói đến, có nghĩa là nếu mà chúng ta muốn tu tập đó, thì chúng ta có bốn cái thắng xứ, đó là tuệ thắng xứ, là chúng ta phải có trí tuệ. Đế thắng xứ là chúng ta phân biệt được, hệ thí thắng xứ hoặc tịnh tịnh thắng xứ. Thì bốn cái thắng xứ này được nói ở bốn, ở cái đoạn kinh sau. Nhưng mà Đức Phật kể nói rằng chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, hãy tăng trưởng huệ thí, hãy tu học tịch tịnh. Do duyên gì được nói đến như vậy? Thế nào là buông lung trí tuệ? Có nghĩa là buông lung trí tuệ là chúng ta không hiểu được sáu cái giới. Địa giới là chúng tôi nói rồi đó, địa giới được Đức Phật kể phân biệt ở trong đây, nội địa giới và ngoại địa giới, có nghĩa là cái thân của chúng ta được phân theo địa giới, cái gì là thuộc về địa giới. Thì trong cái thân này đó, cái nội thân, cái gì kiên cứng, thô phù, được chấp thủ, chúng ta chấp thủ như tóc của tôi, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành, cạch, mô, lá lách, phổi, ruột, non, màng ruột, bao tử, phân, bất cứ vật gì thuộc nội thân. Có nghĩa là trong sắc thân của chúng ta đó, những cái phần này kiên cứng, thô phù đó bị chấp thủ. Như vậy là không có tuệ tri. Như vậy á, thì nội địa giới là kể trong cái thân chúng ta. Ngoại địa giới là kể đến con cháu, nhà cửa, vàng bạc ngọc ngà, tôi trai tớ gái, cháu chắc, bất luận trâu bò gà vịt, những cái gì mà ở bên ngoài chúng ta nó cũng thuộc về giống như cái nội thân chúng ta. Ví dụ con chó nó cũng có những cái phần nội địa giới. Con trâu, con bò, con gà, con vịt, vàng bạc ngọc ngà, châu báu, tôi trai tớ gái, chồng con, đều có những cái này. Nó cũng giống như chúng ta, nội địa giới là cái gì mà cứng mềm. Tất cả những cái đó là 32 phần đó, được phân biệt ở trong
cái người tu tập tệ quán đó thì biết rằng cái gì cứng mềm, đó là địa giới. Như vậy địa giới thì được quán sát với chánh trí tuệ, nhưng mà nếu chúng ta không có quán sát đó thì chúng ta gọi là người không có trí tuệ, buông lung. Nhưng mà khi có quán sát đó thì chúng ta quán sát như thật với chánh trí tuệ rằng tất cả những cái này đó không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Chúng ta quán như vậy vì con người có sanh có tử, do thức đi tục sinh và thức đó nó duy trì mạng sống này, chúng ta gọi là tâm tái tục, và tâm đó hộ kiếp là duy trì mạng sống, và tâm đó sẽ chết gọi là tử. Như vậy thì Đức Phật này biết rằng cái thân này thì tất cả chúng sanh bất cứ loài trâu bò chó gà vịt hay là nam nữ tôi tớ đó đều phải chết hết, không có ai không chết, vì khi mà có sống là do thức duy trì cái thân này, nên chúng ta gọi là sống. Khi mà thức không duy trì thân này, chúng ta gọi là tâm tử đó, thì sẽ là bỏ cái thân này. Như vậy thì khi một người mà quán sát như thật với địa giới, với chánh trí tuệ như vậy đó, thì sanh ra yểm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. Có nghĩa là mình quán sát như vậy nên mình thấy cái thân của mình có đó để mình tu tập, để mình tạo những cái thiện sự công đức, để mình giữ giới, để mình hành những cái thiện nghiệp. Nếu người hiểu như vậy đó là người đã tận dụng được cái thân này, giống như tận dụng được chiếc bè. Nhưng mà nếu như thật mà quán sát như vậy, mình nghĩ rằng tôi hay của tôi, rồi mình điên đảo vọng tưởng, mình sanh ra cái tâm tham ái đối với thọ hỷ, sanh ra bực bội với cái tâm thọ ưu, sanh ra si mê với cái tâm thọ xả, là chúng ta thấy cái tâm mình không có vui buồn thì mình thấy trống vắng, mình đi tìm những cái cảm giác như là những người nghiện xì ke, ma túy, rượu, men rượu nấu đó, là họ đi tìm những cái cảm giác khác. Nên cái cảm thọ xả đó nó có cái si mê ở trong đó. Nhưng mà nếu mình không có quán sát á, thì cái tâm mình sẽ đi tìm những cái cảm giác, mình đi tìm những cái cảm thọ hỷ hoặc là lạc, nhưng hỷ hoặc là ưu, nhưng mà chúng ta vẫn biết rằng cái thọ nào chỉ là cảm thọ do cái điều kiện căn cảnh và thức, do xúc mà sanh ra thọ mà thôi. Như vậy á, Đức Phật nói rằng địa giới, còn thủy giới là gì? Ở trong thân chúng ta đó, cái gì thuộc về chất lỏng mà như là mủ, mật, đàm, mủ máu, mồ hôi, nước miếng, nước mỡ, nước da, nước mũi, nước gốc xương, nước tiểu, hoặc là ốc ở trong đầu chúng ta. Tất cả những cái đó đó được gọi là thủy giới. Vì khi mà chúng ta thì những cái phần nước này nó sẽ tan rã, nó sẽ tan rã, nó rút về với đất. Nên nó trở về cái địa đại mà lục đại duyên khởi đó, thì cái địa đại này. Như vậy thì Đức Phật nói thủy thủy giới là tất cả những gì trong thân chúng ta được phân ra là loại nước đó, được gọi là thủy giới. Và cái người nào mà quán sát thấy rõ mà không có buông lung trí tuệ đó, thì phải quán sát rằng cái thân này đó là địa đại, thủy đại đó, là được duy trì khi thức đó, được duy trì trong cái tâm này, trong cái thân này, cái nghĩa là thức tục sinh đó, nó duy trì về cái thân xác này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thủy giới chỉ là thủy giới mà thôi. Một người như thật quán sát và không có chấp thủ đó, thì thấy thủy giới chỉ là thủy giới, và có cái tâm từ bỏ thủy giới này. Tại vì sao? Vì nếu mình có tái sanh, dù người thân thú, thân trâu, thân bò, tất cả những cái thân đó đó đều có sanh tử, đều bị vô thường thay đổi từ già đến trẻ, từ khỏe đến bệnh, từ sống đến chết. Nên khi mà thấy cái thủy giới như vậy đó, thì mình có cái tâm muốn từ bỏ, có nghĩa là có cái tuệ muốn thoát ly luân hồi. Còn quả giới được nói đến cái chất nóng ở trong thân chúng ta, ví dụ chất nóng làm cho những cái vật thực ăn uống đó được tiêu hóa, thì Đức Phật gọi là lửa. Lửa đó làm cho cái thân mình ấm, lửa đó làm cho cái thân mình già. Như vậy thì Đức Phật nói rằng những gì thuộc về chất nóng bị chấp thủ, khiến cho hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho tiêu cháy. Cái gì khiến cho những vật được ăn uống, nhai nuốt có thể tiêu hóa, tất cả những vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất lỏng bị chấp thủ. Như vậy thì thuộc về quả giới, những gì thuộc về nội quả giới hoặc là ngoại quả giới, nói về cái thân của chúng ta hay là thân của tất cả chúng sanh khác,
dù là cái vật gì nó cũng có nóng và lạnh, mà dù là một một miếng vàng hay là một cục gạch nó cũng có nóng và lạnh, thì nóng và lạnh đó thuộc về quả giới, quý vị nên hiểu như vậy. Như vậy thì thuộc quả giới đó, dù bên trong mà là ta, bên ngoài là những cái thân khác hoặc là những vật khác, thì mình phải quán sát rằng tất cả những cái vật ấy đó nó đều bị phân hóa, nó bị đều bị biến hoại, dù là vàng bạc ngọc ngà nó cũng bị tiêu hoại, chứ không có cái gì mà nó tồn tại hoài, vì nó là pháp hữu vi, nó do duyên trợ tạo, nó đều là những cái điều kiện mà nó có mặt. Và vị đó từ bỏ cái quả giới với tâm từ bỏ nó thì có chánh trí tuệ. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu được như vậy đó, thì Đức Phật nghĩ rằng người đó không có trí tuệ để hiểu được quả giới. Và khi không hiểu được thì không thể nào từ bỏ quả giới, có nghĩa là sức nóng ở trong thân của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta mà chết, người ta gọi là lạnh cống á, cái người đó lạnh lạnh thì có nghĩa là cái giới nó không còn duy trì cái sự ăn uống nhai nuốt, nó không có làm cho tiêu hóa đó, thì chúng ta biết rằng quả giới nó không còn. Còn nói về phong giới là cái hơi thở ra vào, Đức Phật nói rằng thuộc ở trong thân chúng ta, thuộc cái tánh đồng, bởi tánh đồng là gió nó luôn thở ra thở vô. Bởi vì chúng ta không có thở ra thở vô là chúng ta chết, và cái hơi thở ra vô đó thì chúng ta gọi là gió, nó có tánh đồng, nó thuộc về nội phong giới. Nội phong giới đó thuộc về cái tánh đồng, nên gió thổi lên hay gió thổi xuống, chúng ta thổi xuống chúng ta đau bụng, chúng ta có đánh giống, thì cái đó là gió thổi xuống, rồi gió thổi lên như là hơi thở ra vào. Như vậy thì tất cả những cái nội thân á, là thuộc gió, thuộc tánh động đó, bị chấp thủ, thì Đức Phật gọi là nội phong giới được chấp thủ. Ngoại phong giới là tất cả chúng sanh đều có cái hơi thở, tất cả chúng sanh cũng có danh và sắc thì đều có cái hơi thở. Và mình như thật quán sát với chánh trí tuệ rằng cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi, vì tất cả chúng sanh khi tắt thở đều chết hết, dù là loài vật nào. Dù là cá ở dưới nước nó cũng thở, mà khi nó hết thở thì ta gọi là cá chết. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng phong giới đó được Đức Phật nói rằng phải sanh tâm yểm ly, như vậy là có trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta không biết về phong giới đó, thì Đức Phật ngài nói là không có trí tuệ. Và có trí tuệ mới từ bỏ được cái phong giới. Đó là một đại, chúng tôi đã nói là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Phong đại là phong giới. Và hư không giới là gì? Có nội hư không, có ngoại hư không. Cái gì thuộc về trong tự thân chúng ta, thuộc về tánh, tánh không tánh bị chấp thủ, như là cái khoảng không ở trong lỗ tai, ở trong lỗ mũi, ở trong cửa miệng, cái gì mà người ta có thể nhai nuốt được, ăn uống nếm nhai được, giữ lại ngang qua cái chỗ đó đó thì được gọi là nhai nuốt ăn uống, và tống xuất xuống dưới hạ bồ để đi ra ngoài. Thì tất cả những cái nội nội hư không đó hay ngoại hư không đó, mình bị chấp thủ, mình cho là cái đó của tôi. Nhưng mà Đức Phật biết rằng rằng những cái hư không giới này đó, nó thuộc về nội hư không hay là ngoại hư không, nó là chỉ là hư không giới mà thôi. Nếu mình quan sát như vậy á, thì mình thấy rằng có cái trí tuệ để hiểu biết rằng hư không chỉ là hư không mà thôi. Dù là hư không, khoảng không của lỗ mũi, lỗ tai, miệng hoặc là hậu môn, nó chỉ là cái hư không mà thôi. Quán sát với yểm ly hư không giới, từ bỏ hư không giới, thì Đức Phật nói rằng khi mà mình có trí tuệ đó thì mình thấy hư không không chỉ là hư không. Chúng sanh mà không có cái khoảng hư không của mũi đó, thì không có hơi thở ra vào, không có lỗ tai thì không có những cái âm thanh đi vào trong lỗ tai được, không có hậu môn thì không có tổng xuất những cái vật thực cũ được. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái đó nó chỉ là hư không mà thôi, nó là không giới. Rồi thức giới là gì? Đó là tâm của chúng ta. Như vậy thì ở trong đây có một điểm mà cái thức trong trắng, vị ấy biết được một số sự việc nhờ thức. Vị ấy thức tri được lạc, thức tri được khổ, thức tri được bất khổ bất lạc, tỷ kheo duyên lạc xúc lạc thọ khởi lên.
ở chỗ điểm này đó thì quý vị hiểu rằng Đức Phật này nói rằng thức còn lại là trong sạch đó, thì chúng ta hiểu rằng cái thức tục sinh, cái thức tục sinh thì nó không phải là cái thức tục sinh là cái pháp và phi nhân, có nghĩa là không có nhân tham nhân sân si, quên, nó là cái pháp mà không phải là cái động lực, mà nó là chỉ là cái tâm quả mà thôi. Tâm quả đi tục sinh á, thì nó cũng vẫn có nhân vô tham vô sân trí tuệ, với cái tâm tục sinh thiện, tâm thiện thọ hỷ hợp trí, vô trợ hay hữu trợ đó, thì cũng vẫn có ba nhân vô tham vô sân và trí tuệ. Nên lúc bây giờ thức này đó chúng ta gọi là cái thức đi tục sinh, nó chỉ là cái thức tục sinh mà thôi. Nên á, chúng ta hiểu như vậy á, chúng ta mới thấy rằng khi mà mình diệt trừ phiền não đó, thì cái tâm còn lại đó chính là cái thức nó vẫn sanh khởi, nó có cái thức nó vẫn tồn tại trong cái thân của chúng sanh. Và cái thức này đó thì có những lúc mà chúng ta nghe Đức Phật ngày khi mà những ma vương mà chọc ghẹo nói này nói kia đó, thì chúng ta hiểu rằng cái phiền não là cái tâm tham sân hết rồi đó, thì cái tâm quả nó vẫn còn, cái sự hiểu biết của nhãn thức nhĩ thức vẫn còn, nó vẫn có những cái thọ, lạc thọ, khổ thọ. Nên chúng ta thấy nhãn thức thọ xả quả thiện, hoặc là nhĩ thức thọ xả quả thiện, tỷ thức thọ xả quả thiện, tỷ thức thọ xả quả thiện, thân thức thọ khổ quả, quả thiện hay quả bất thiện, thân thức thọ khổ hay thọ lạc, quả thiện hay quả bất thiện, thì nó cũng chỉ là 18 cái tâm quả vô nhân thôi. Nó không phải là cái tâm hữu nhân, mà nó là cái tâm vô nhân. Nên á, những cái thức này đó được gọi là trong sạch, vì nó không có nó không phải là những cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Và những cái cảm giác này đó, nó vẫn là những cái cảm giác, nó vẫn là lạc xúc, mà diệt đi thì lạc thọ khởi lên, mà hễ mà lạc thọ diệt đi thì lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Này tỷ kheo, duyên khổ xúc do khổ thọ. Ví dụ chúng ta thấy rằng cái thân chúng ta nó vẫn có cảm xúc mà nóng hoặc là lạnh, nhưng mà cái khổ thọ nó khởi lên do khổ xúc đó thôi. Nhưng mà cảm giác của khổ thọ này nó, nếu mình tuệ tri rằng cảm giác khổ thọ chỉ là khổ thọ thôi, chỉ là thân thức thọ khổ thôi, thì nó chỉ là tâm quả thôi quý vị. Khổ thọ ấy do khổ xúc khởi lên, được cảm giác vì ấy biết, khổ thọ ấy được diệt đi, chấm dứt. Kheo, do duyên bất khổ bất lạc xúc, bất khổ bất lạc thọ khởi lên, vị ấy cảm giác bất khổ bất thọ, tuệ tri rằng tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, do bất khổ bất lạc thọ ấy xúc diệt đi bất khổ bất thọ, do bất lạc xúc khởi lên, cảm giác vị ấy tuệ tri bất khổ bất lạc thọ ấy diệt đi, được chấm dứt. Như vậy thì Đức Phật này muốn nói rằng chúng ta quán sát về căn cảnh đó, mà chúng ta có cái sự quán sát đó, thì Đức Phật này thí dụ giống như hai cái que cọ, do có nhãn căn, do có cảnh sắc đó, thì nhãn xúc sanh khởi. Thì cũng giống như vậy, khi mà có cái nội xứ và ngoại xứ đó, thì hai cái này đó, nếu mà nó do duyên xúc sanh thọ đó, thì giống như hai cái que nó khởi lên, thì nó có cái lộ trình của cái tâm. Lộ trình tâm, nhưng mà nó được sanh lên thôi, nó được sanh lên, nhưng mà vị đó biết được, vị đó quán xét được, đây chỉ là những cái phần còn lại, những phần dư sót. Nếu mà vị A-la-hán thì gọi là cái thân ngũ uẩn còn, phiền não hết, nhưng mà cái thân nó còn như vậy, nó cũng còn sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà nó chỉ là cái quả của kiếp sống này mà thôi. Nếu mình không còn phiền não, nghĩa là không còn những cái điều kiện để đi tái sanh nữa, thì ở cái điểm này đó thì quý vị nên nghe và nên suy nghĩ kỹ, thì quý vị sẽ thấy được cái điểm sau Đức Phật ngày nói về vấn đề này. Như là hai cái que được chạm cọ với nhau thì hơi nóng được sanh lên, ngọn lửa được hiện khởi. Khi hai que đó rời nhau, được phân ly, sức nóng sanh khởi, sức nóng ấy diệt đi, được chấm dứt. Cũng vậy, tỳ kheo, do duyên lạc thọ khởi lên, vị ấy cảm giác lạc thọ, tuệ tri rằng tôi đang cảm giác lạc thọ. Lạc xúc ấy diệt đi, lạc thọ ấy do duyên lạc xúc được khởi lên, vị ấy cảm giác tuệ tri lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt.
Này tỷ kheo, do duyên khổ xúc khổ thọ khởi lên, vị ấy đang cảm giác khổ thọ, do tuệ tri rằng tôi đang cảm giác khổ thọ. Điều này đó thì quý vị nên hiểu rằng đối với chư vị thánh A-la-hán đó, thì còn cái thân đó, thì còn cái sự xúc chạm của những vật cứng đánh vào người. Ví dụ chúng ta nghe như ngày Xá Lợi Phất, ngày bị ông Bà La Môn nó đánh một cái cây vào cái lưng, mà ngài vẫn có những cái cảm giác khổ thọ, mà do khổ xúc đó là do cái thân này, một vật gì đó đánh vào thân chúng ta, thì khổ đó, nó sanh lên khổ thọ. Nhưng mà ngài luôn có chánh niệm tỉnh giác, vì cái tuệ giác á, vị này vẫn có cái tuệ thắng tri, nên hiểu được chỉ là như vậy thôi. Cái thân này nó có cái cảm giác như vậy, nhưng mà nó có cái tâm sân thọ ưu nó không có, nó chỉ là cái thọ khổ của thân thôi, chứ cái tâm không có thọ ưu, có nghĩa là tâm không có buồn bực. Tâm không có buồn bực, chúng ta thì cái tâm buồn bực đó là do cái tâm sân thọ ưu, còn cái cảm giác thọ khổ đó, thì các vị A-la-hán đó vẫn có những cái cảm giác do khổ xúc thì khổ thọ sinh khởi, hoặc là do lạc xúc thì lạc thọ sinh khởi. Nhưng mà ngài thì thọ nó không có duyên tiếp nữa, mà do thọ nó duyên, mà chúng ta thường nói là duyên cho tịnh tính đó, do tính niệm tàm vô tam vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm, kinh thân kinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thuần thân thuần tâm, chánh thân chánh tâm. Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng các ngài xài cái tâm duy tác, và cái tâm duy tác đó nó không phải là tâm thiện hay tâm bất thiện, mà nó là tâm duy tác. Cái tâm duy tác này đó, nó không có bị nó không còn cái nhân phiền não, mà là nhân tham nhân sân nhân si. Nó chỉ có nhân của vô tham vô sân và trí tuệ mà thôi. Thì chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta hiểu chính xác về những cái đoạn này. Lại nữa, xả còn lại trong sạch, trong trắng nhu nghiến, dễ uống nắng chói sáng. Ví như tỷ kheo, một người thợ vàng thiện xảo, sửa soạn những cái điều, những cái đồ dụng cụ để làm vàng, vàng này trở thành trong sáng thanh tịnh, gọi sạch những cái tạp quế được đoạn trừ, các cái tì vết được loại bỏ, nhu nghiến uống nắng dễ chói sáng. Muốn làm cái đồ trang sức nào, hoặc là bông tai, hoặc là vòng cổ, vòng hoa, hoặc là một cái nhẫn nào đó, thì lại trong trắng nhu nghiến, dễ uống nắng chói sáng. Thì Đức Phật ngày muốn nói đến một cái người mà khi mà cái tâm đó mà tập trung để quán xét về nội xứ ngoại xứ, nội ngoại xứ, về về địa đại thủy đại quả đại phong đại vậy đó, thì quán xét tận tụy và quán xét liên tục đó với cái tuệ thắng xứ đó, thì vị đó đó sẽ đạt được cái sự tập trung mà chúng ta gọi là những cái thiền chứng đó, sơ nhị tam tứ thiền, thì ngũ thiền còn xả niệm thanh tịnh đó, thì xả niệm này đó là một xả niệm thanh tịnh mà trong sạch. Mà chúng ta hiểu trong sạch ở đây là chúng ta hiểu cái ý nghĩa là cái tâm thiền này đó nó không có bị phiền não, nó không có phiền, không bị phiền não. Vì thường thường thì chúng ta hiểu rằng cái tâm thiền đó nó có nhân vô tham vô sân và trí tuệ thôi, nó không phải là nhân tham nhân sân nhân si. Vì những cái tâm thiền sắc giới đó nó chỉ hợp với 19 sở hữu tịnh hảo biến hành và 32 sở hữu vô lượng phần hoặc là sở hữu trí tuệ. Thì như vậy á, nó không có cái phiền não. Thì lúc bây giờ đó thì cái tâm bị đó nó có cái xả niệm thanh tịnh biến như vậy, trong trắng như vậy, thì hướng vào hư không vô biên xứ, có nghĩa là tiếp tục hướng đến cái hư không vô biên, rồi tu tập tùy theo pháp ấy, thời xả y cứ vào đấy. Nếu chấp thủ thì an trú có một thời gian. Nếu mà vị đó sau khi mà chứng và nhập đó thì vị đó phản kháng thiền, thì vị đó có thể rời bỏ cái không vô biên xứ, rồi hướng đến cái thức vô biên xứ. Cũng như vậy, nếu mà vị đó an trú vào một thời gian thì chúng ta gọi là chấp thủ, có nghĩa là an trụ vào đó. Nhưng mà khi vị đó nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền đó, thì vị đó thấy được cái không vô biên xứ đó, thức vô biên xứ này dựa vào không vô biên xứ,
Rồi cái vô sở hữu xứ đó thì thấy được cái trạng thái tâm không có ở một chỗ nào, cái tâm rộng bao la như vậy. Khi mà hướng tâm đến chỗ nào thì nó có mặt chỗ đó. Như vậy á, thì vị này nếu mà an trú vào cái thiền này, nếu mà vị này y cứ vào đây đó, nhập vào đó một thời gian thì chúng ta gọi là chấp thủ. Nhưng mà nếu vị đó trong một thời gian mà vị đó thấy được như vậy đó, thì vị đó sẽ vượt lên, gọi là xả bỏ cái vô sở hữu xứ, rồi hướng đến cái phi phi tưởng xứ. Thì cũng như vậy, khi mà hướng đến phi phi tưởng xứ á, vị đó suy tưởng đến hữu hay phi hữu. Hữu là gì? Là nếu mà mình dính mắc vào đây đó thì mình sẽ tái sanh. Mình hữu hay phi hữu có nghĩa là chúng sanh á, còn cái sanh hữu đó là còn cái tưởng quẩn. Cái tưởng dù là ít hay nhiều, nhưng mà vị này nếu mà có một cái khả năng chánh niệm để suy xét về lục đại duyên khởi đó, dù là thức đó, nó di tế hay là thô phù đó, thì chúng ta hiểu rằng địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại và thức đại. Thức đại đó thì nó có thô phù hay là vi tế đó, thì nó cũng chỉ là cái thức mà thôi. Và vị này không bị quấy rối, không có chấp thủ, không bị quấy rối, tự chiến niết bàn. Thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái danh và sắc á, thì nó chỉ là pháp hữu vi mà thôi. Niết bàn là pháp vô vi, có nghĩa là hễ có ngũ quẩn, có chấp thủ ngũ quẩn đó, thì sẽ có cái sanh hữu ngũ quẩn. Và nếu không có chấp thủ đó thì không có sanh hữu ngũ quẩn. Và nếu mà vị đó không chấp thủ thì không dao động, mà không dao động không khinh an. Tâm khinh an thì không có hy cầu, không có khứ lai, không có đời này, không có đời sau, có nghĩa là không có trở lại trạng thái luân hồi nữa. Nếu vị này quán xét đến cái lời dạy của Đức Phật về lục đại duyên khởi. Như vậy thì vị đó thấy rằng cái cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ tri thọ này là vô thường, không đắm trước. Vị ấy tuệ tri không phải đối tượng để quan hỷ. Tất cả những cảm thọ nào sanh khởi đó, nó chỉ là ví dụ mình ăn mà được bữa ăn ngon đó, dễ ăn, vật thực dễ ăn, nhu nhuyến, loại mềm, loại cứng, loại lạc, loại mặn. Mình ăn mình thấy hoan hỷ như vậy, nhưng mà cái thọ hỷ đó nó cũng là vô thường. Do cái điều kiện có căn, có cảnh và có thức, thọ sanh khởi. Do nhãn căn, do cảnh sắc, nhãn xúc sanh khởi. Nhãn thức nương vào căn cảnh đó thì xúc sanh thọ, thọ sanh tưởng. Sắc tưởng hoặc là thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Tưởng đó, sanh ra tư, có nghĩa là nghiệp thiện ác. Nếu mà chúng ta còn có đối tượng để quan hỷ đó, thì có tâm tham sanh khởi. Nhưng mà chúng ta có đối tượng để khó chịu là ưu sanh khởi đó, thì chúng ta có tâm sân. Nếu mà chúng ta không hiểu được đó, thì xả thọ đó thì có tâm si. Tâm si đó tương ưng với cái xả thọ. Nếu mà chúng không có cái tuệ tri, nhưng mà nếu có tuệ tri đó thì chúng ta không có đắm trước đến đối tượng để quan hỷ với đối tượng đó. Những cảm giác bất khổ bất thọ khởi lên như vậy đó cũng thấy là vô thường, vì thọ nào cũng chỉ là thọ mà thôi. Với lạc thọ thì có cái tịnh tướng, đối với khổ thọ thì có cái đối ngại tướng, đối với xả thọ thì có bất khổ bất lạc thọ thì có cái vô minh tùy miên đó, nó sẽ có. Nhưng nếu mà quan sát á, thì chỉ xả thọ, chỉ là xả thọ như vậy thôi. Như vậy á, thì vị đó thấy cái gì hệ thuộc chính cái cảm giác này mà không có quan sát được, thì cảm thọ này không có quan sát được đó, thì những cảm giác khởi lên đó, nó là từng tự thứ lớp mà chúng ta gọi là nhân, cái quả hiện tại, nói với nhân hiện tại từ thọ nó duyên cho ái. Còn nếu mà cái thọ đó nó không có duyên cho ái đó, nó duyên cho tính niệm tàm quý, là chúng ta tin lời dạy của Đức Phật và chúng ta niệm thấy địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, thức đại, hiểu hiểu được nhãn căn cảnh sắc, nhãn xúc nhãn thọ, nhĩ căn cảnh thinh, nhĩ thức nhĩ xúc nhĩ thọ, tỷ căn cảnh khí, tỷ thức tỷ xúc tỷ thọ, thiệt căn cảnh vị, thiệt thức thiệt xúc thiệt thọ, thân căn cảnh xúc, thân thức thân xúc thân thọ, ý căn cảnh pháp, ý thức, ý xúc, ý thọ. Như vậy thì chúng ta có
cái cảm giác, một cái cảm thọ nào đó, thì chúng ta cũng hiểu đó là cái cảm thọ đối với sinh mạng là tối hậu. Chúng ta có tuệ tri rằng cảm giác với cảm thọ sinh mạng là tối hậu, có nghĩa là cái sinh mạng này á, nó chỉ là cái sự tồn tại của danh và sắc, của căn cảnh và thức. Nếu mà cái sinh mạng này chỉ là như vậy mà thôi, tuệ tri nó như vậy, và một cảm giác cảm thọ với sinh mạng, nếu mà cái thọ đó nó sinh khởi lên với một cái người mạng chung đó, thì vị đó cũng cũng không có cảm giác lạc thọ để hỷ tham sinh khởi, hay ưu thọ với cái sân tâm sinh khởi, mà trở thành thanh lương. Có nghĩa là những cái cảm giác nào chỉ là cảm giác mà thôi, thọ chỉ là thọ mà thôi, vị đó không có quan hỷ, và vị đó hiểu được như vậy là thanh lương, thành tựu được cái thanh lương. Cũng giống như là do ngọn đèn có dầu, thì nhờ dầu và tia, do hư không thì cái ngọn đèn nó cháy được, nhưng mà bị cháy thành than, hư không cũng không có thì ngọn đèn tắt. Giống như là một cái đời sống này, một cái quẩn này, do những cái điều kiện, do lục đại duyên khởi, do địa đại, thủy đại, hỏa đại, không đại và thức đại mà gọi là chúng sanh tồn tại, do những cái điều kiện này không có nữa thì không có cái sinh mạng, và không có một loài sinh mạng, nghĩa là không thấy được cái sự tái sanh ngoài cái điều kiện này, chỉ là cái điều kiện này có cái thân chúng sanh. Và vị đó có tuệ tri như vậy đó, thì thấy được cái khi mà thân hoại mạng chung đó, một cảm thọ quan nghĩ cũng trở thành thanh lương, có nghĩa là vị đó biết rằng chỉ là như vậy mà thôi. Như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng á, một cái vị mà thành tựu được cái tối thắng, tuệ thắng xứ đó, mình hiểu được cái thắng xứ, có nghĩa là hiểu được cái căn cảnh và thức, hiểu được xúc thọ là như vậy. Như vậy thì đối với như vậy là tối thắng thánh tuệ, là trí biết được cái sự đoạn tận mọi đau khổ, có nghĩa là chúng ta hiểu rằng cái sự đau khổ và cái đoạn tận đau khổ, hay là chúng ta gọi là khổ đế và tập đế đó, thì vị đó hiểu như vậy là khổ, cái thân này ngũ uẩn là khổ, cái thân này á, nếu mà tham ái là tập đế, là mọi đau khổ sẽ sanh khởi trong tương lai. Và nếu mà vị đó không có cái lòng tham á, trong căn cảnh và thức, hay là trong địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong đơn, giới, không giới, thức giới đó không có, thì vị đó đoạn tận tất cả đau khổ, như vậy là tối thắng thánh tuệ. Sự giải thoát ấy, vị ấy trú vào chân đế, không bị dao động. Chân đế là gì? Là căn cảnh và thức nó cũng là chân đế, nó là chân đế hữu vi, quý vị. Bởi vì chúng ta hiểu tâm sở hữu sắc pháp á, nó cũng là chân đế, nó cũng là chân đế, nhưng mà chân đế hữu vi, do nghiệp tâm thời tiết, do duyên trợ tạo, do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do vật thực mà chúng sanh có mặt. Bởi chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy chúng sanh duy tồn do vật thực, thì chúng ta hiểu rằng một chúng sanh mà tồn tại nhờ vật thực. Như vậy thì bị đó hiểu vào cái chân đế, không có dính vào tục đế, có nghĩa là những cái ngôn ngữ để mà nói thì vị đó chỉ hiểu lớp ngôn ngữ, chỉ là ngôn ngữ mà thôi. Cái danh chơn hoặc là phi danh chơn, hoặc là danh chơn hoặc là phi danh chơn, phi danh chơn là những cái danh từ để chỉ cho tâm, hay là tâm sở tầm, tâm sở tứ, chỉ là danh từ để mà gọi cái chân đế mà thôi. Dù là dùng cái ngôn ngữ Hán, Việt hay là Lào, Thái cũng chỉ cho cái tâm sở tầm hoặc là tâm sở tứ, nó là chân đế, nó là sự thật, nó không có bị dao động. Bởi vì vị đó gọi là thấy được pháp, hiểu được nghĩa, xuyên qua cái ngôn ngữ để mà hiểu rằng ngôn ngữ để gọi cái chân đế hữu vi, còn niết bàn là chân đế vô vi, vị đó hiểu được cái thánh đế là như vậy. Như vậy thì cái chân đế không bị dao động này tỳ kheo, cái gì đưa đến hư vọng, thời thuộc về hư vọng, cái gì không thể đưa đến hư vọng, thời thuộc về chân đế. Bởi vì chân đế là sự thật, bởi vì tâm chúng ta biết cảnh, đó là sự thật.
không thể nào khác được, dù là tâm con chó hay là tâm con gà, mắt nhìn thấy cảnh sắc thì con gà nó cũng thấy cảnh sắc, con chó nó cũng thấy cảnh sắc, con trâu con bò nó cũng thấy cảnh sắc như vậy, đó là sự thật. Hoặc là tâm nhĩ thức để nghe cảnh thinh thì con trâu con bò con chó con người con gà con vịt đó, thì con là có lỗ tai thì cũng nghe cảnh thinh. Tâm tỷ thức là lỗ mũi bắt cảnh khí, thì ví dụ là con người con chó con trâu con bò con dê con cừu gì đó thì mũi nó cũng nghe cảnh khí hơi mùi. Miệng thì nếm cảnh vị, dù là con người con thú chúng sanh nào cũng phải tồn tại bậc thực, ăn bậc thực để tồn tại. Mình hiểu được cái đó đó, và mình hiểu được cái chân đế là sự thật, đây là sự thật mà Đức Phật gọi là chân đế hữu vi, do những cái điều kiện mà nó hình thành, do nghiệp tâm thời tiết bậc thực mà gọi là chúng sanh sống, và do những cái điều kiện này không có gọi là chúng sanh chết. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái tối thắng xứ, cái đế thắng xứ được Đức Phật này nói là cái khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, không có hư vọng, có nghĩa là sự thật. Còn diệt đế là niết bàn, là tránh đi cái khổ đế có mặt của ngũ uẩn hay là có mặt của phiền não. Như vậy á, thì vị này không có hư vọng, hiểu biết được tức là niết bàn. Và những cái sanh y vô trí thức nào trước đó, thì chúng ta hiểu rằng cái tâm tục sinh của chúng ta trước đó thì cái thân này nó đã được đầy đủ, có nghĩa là đầy đủ điều kiện để chúng ta tục sinh. Bây giờ chúng ta cũng hiểu được là không có nhân nữa thì nó sẽ đoạn tận, chặt đứt gốc rễ, có nghĩa là sao cái thân ngũ uẩn này nó không còn cái thân nào khác. Có nghĩa là bởi những cái thức nào vô tri, những cái sanh y vô trí thức trước đó, trước của nó đã được đầy đủ. Có nghĩa là do những cái điều kiện mà chúng ta có mặt ở đây đó, thì tất cả chúng sanh có sanh thì do cái nghiệp tham ái, không có ai mà không có mà có sanh ra. Để chúng ta hiểu được lời dạy của Đức Phật đó, là tất cả những người nào mà sanh sanh ra đều không phải là vị A-la-hán. Vị A-la-hán là vô sanh, có nghĩa là không sanh nữa. Còn những vị A-na-hàm nó cũng sanh về năm định cư thiên, vị Tư Đà Hàm, A-na-hàm thì cũng sanh một lần hay là bảy lần. Vị A-na-hàm sanh không sanh lại cõi người nữa. Nhưng mà những vị A-la-hán thì là vô sanh. Và như vậy vô sanh đó là không có cái thức trước đó đi tái sanh. Bởi vì khi mà chúng ta sanh ra là phải có cái thức, mình gọi là nghiệp thức, quả thức đó. Nghiệp thức là những cái thiện ác của chúng ta. Quả thức là cái nghiệp thiện ác đó, thì nó cho ra cái quả, quả thiện hay quả bất thiện đi tục sinh, làm người hay là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thường thường chúng ta hay nghe tâm quả bất thiện vô nhân đó, thì nó sẽ tái sanh vào bốn khổ cảnh. Những cái tâm quả vô nhân mà thiện đó thì sanh làm người lạc vô nhân. Bốn cái tâm quả ly trí thì sanh làm người nhị nhân. Bốn tâm quả hợp trí thì sanh làm người tam nhân. Như vậy thì những cái thức đó mình cũng hiểu được, do có cái thức đi tái sanh nên mình có cái thân này. Và khi có cái thân này đó thì có những cái sự tương tác, hiểu được cái sự tương tác đó, nó chỉ là như vậy thôi. Nếu mình tiếp tục tham ái đó, vì mình không có cái huệ thí thắng xứ là không hiểu được sự thật. Như vậy là cái tối thắng thánh huệ thí đó, có nghĩa là xả ly tất cả. Mình nghĩ cái huệ thí là cho, nhưng mà thật sự huệ thí là cái thắng xứ mà mình thấy được tất cả là như vậy. Mình xả ly, mình không có chấp thủ nữa. Không có chấp thủ, xả ly tất cả sanh y, đó là cái thánh huệ thí. Cái thánh huệ thí có nghĩa là cái thánh của một vị A-la-hán, có nghĩa là xả ly cái thân ngũ uẩn, không còn giành giật cái cõi này, không còn nói cái này của tôi, cái kia của tôi, không còn chấp thủ cái này của tôi hay cái kia của tôi, ở trong hay ở ngoài, tất cả đều không có chấp thủ, nên gọi là thí xả. Thì xả ly tất cả sanh y. Và tham ái vô trí thức trước đó thuộc về tham dục đó, thì chúng ta hiểu rằng cái sự tục sinh của chúng ta đó, chúng ta thích cõi dục, chúng ta sanh vào cõi dục,
Thì đó là những cái tham ái vô trí thức trước đó, có nghĩa là những cái tâm tâm quả tục sinh đó, phải do cái tâm nhân, có nghĩa là cái tâm thiện hay là hợp trí đó, là do những cái tâm thiện này nó có nhân nó đưa ra cái tâm quả này. Và khi mà chúng ta có tục sinh đó, thì chúng bắt buộc chúng ta phải có tập đế, là chúng ta có phải có sở hữu tham ở trong những cái tâm tham để đi tái sanh vào làm người hay là vào người này người kia đó. Như vậy á, nam hay nữ thì tất cả những cái điều đó đó được hiểu biết nó là do tham dục, nó là tham nhiễm. Những cái pháp này được đoạn tận, trong tâm không còn tiếp tục tham nữa, có nghĩa là những cái tham này nó không có nữa. Khi mình hiểu được như vậy đó, như cây ta la nó không có hiện hữu trong tương lai nữa, khi mà nó bị đứt ngang cái ngọn nó sẽ chết. Như vậy á, thì những cái gì khả năng là sanh khởi nữa đó, hay là những cái phẫn nộ vô trí thức từ trước thuộc về sân hận đó, những cái tội quá đó, những pháp ấy cũng được đoạn tận. Bởi chúng ta thấy rằng những cái nghiệp thiện ác nào mà chúng ta làm trước đó đó, thì chúng ta hiểu khi mà ta thọ cái quả khổ hay quả vui đó, thưa tòa Pháp Đăng đi, thưa tòa có nghe được không? Nếu thưa tòa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh thưa tòa trở lại ở trong room, không còn nghe được nữa. Dạ, xin hỏi thưa tòa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu bây giờ thưa tòa Pháp Đăng nghe được, xin thưa tòa hoan hỷ cho biết. Dạ quý, dạ vâng, dạ, dạ thỉnh thưa tòa Pháp Đăng trở lại. Dạ, cái đường nét bữa nay đang mưa lớn, thành ra nãy sấm sét quá chừng. Con nghĩ cũng không có giảng được, và giảng được tới giờ này nó lại gián đoạn chút xíu. Dạ, con tiếp tục giảng tiếp còn đoạn nữa. Như vậy á, thì Đức Phật nói rằng cái sự mà buông lung á, không có hộ trì được chân đế thì không có sung mãn cái huệ thí. Khi mà tu học tịch tịnh nó có nghĩa là nói đến cái sự quán xét. Mà khi quán xét này nó thuần thục, cho nó trở thành thuần thục để đoạn trừ những cái lậu hoặc phiền não. Khi mà tâm được an trú, không có vọng tưởng, bởi vì chúng ta biết rằng vọng tưởng là muốn đó đến cái tưởng điên đảo trong cái tưởng quẩn. Bởi vì khi mà chúng ta đó mà có cái cảnh sắc đó, thì có cái sắc tưởng. Bởi vì chúng ta nhìn từ trước đó, chúng ta nhìn từ trước chúng ta nói con ta, bây giờ chúng ta nhìn lại chúng ta thấy đó là con ta. Nhưng mà nếu một người mà cứ để nghĩ con ta hoài đó, nếu mà con của mình nó bị cái gì đó mình đau khổ. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ trước đó mình không biết á, mình nói con ta, nhưng mà mình hiểu rằng chỉ là duyên thôi. Đứa con đó chỉ là duyên, do những cái điều kiện, do những cái thiện nghiệp cộng với những cái thiện nghiệp của chúng ta, chúng sanh này nó tồn tại ở đây, hoặc là do cái ác nghiệp mà chúng ta có một đứa con mà nó ngỗ nghịch, thí dụ như vua A Xà Thế giết vua Bình Xa Dương đi, thì vua Bình Xa Dương là vị thánh tu đồ quần tư đà hàm rồi, thì cũng hiểu rằng đó chỉ là những cái nghiệp quả, chứ không phải do mình có con mà con mình giết chết. Chúng ta thường thường chúng ta nói con thôi, mà mẹ con giết cha thì không được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn với cái nghiệp quả đó thì chúng ta thấy cái sắc tưởng chỉ là sắc tưởng thôi, thinh tưởng chỉ là thinh tưởng thôi. Cái nghĩa là do mình nghe người ta nói con của ông, cái bây giờ mình theo cái thói quen đó, mình nói con của tôi. Nhưng mà ngược lại đó, nếu mà mình có cái sắc tưởng hay thinh tưởng đó, thì mình nên quán xét cái sắc tưởng này là tưởng điên đảo. Cái tưởng điên đảo có nghĩa là cái này không phải của ta mà mình nói là của ta, con này không phải của tôi mà mình nói là của tôi. Như vậy đó, thì quý vị thấy rằng cái vọng tưởng đó là một cái sở hữu tưởng mà nó do cái thói quen, do không có tuệ.
Nên khi mà mắt á, thì có sắc thì có sắc tưởng, tai có thính thì có thính tưởng, mũi có hơi mùi là khí tưởng, miệng có vị là vị tưởng, thân có xúc chạm là xúc tưởng. Và tưởng á, là mũi tên là cục bú đó, thì chúng ta hiểu cái vọng tưởng là như vậy đó quý vị. Nên một cái người nhìn á, với cái tâm mà có trí tuệ đó, thì khi sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng sanh khởi đó, thì vị này chỉ biết là tưởng, tưởng có mặt. Và tưởng này nó chuyển động do cái xúc và do có thọ đó, nó chuyển động thành tưởng. Có nghĩa là thọ là cảm giác, tưởng là kinh nghiệm đối tượng đó. Nhưng mà chúng ta kinh nghiệm đối tượng đó không phải là cái sự kinh nghiệm của trí tuệ, nên gọi là cái tưởng chuyển động. Thì như vậy nếu một vị ẩn sĩ đó, tịch tịnh đó, do cái duyên gì được nói đến như vậy, thì như vậy là vị đó không có vọng tưởng tôi là cái này, như vậy là vọng tưởng tôi sẽ là như vậy là vọng tưởng tôi không là như vậy. Có nghĩa là một người vọng tưởng đó, thì có những cái điên đảo tưởng đó, Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không không tồn tại sau khi chết, Như Lai có sắc sau khi chết, không sắc sau khi chết, như vậy đó là vọng tưởng. Như vậy á, thì chúng ta hiểu rằng cái sự vọng tưởng á, đó là chúng ta hư vọng. Chúng ta hư vọng, vọng tưởng có nghĩa là vọng tưởng đến các sắc do mắt thấy, mình gọi là sắc tưởng. Chúng ta thấy vật bên trong hay bên ngoài, của mình ốm hay mập, thân của mình tròn hay là trắng hay là đen, mà mình buồn buồn khổ lo âu, như vậy thì cái vọng tưởng này nó làm cho mình đau khổ do những cái điều kiện. Mà ví dụ thân mình đen do mình phải đi ra nắng, thì cái thân mình nó bị đen, do mình ở trong mát thì cái thân mình nó trắng. Thì như vậy đó, thì chúng ta hiểu rằng do những cái điều kiện mà cái da màu nó đổi, do những cái điều kiện mà những cái da màu nó đổi từ đen tới trắng hay từ trắng tới đen. Và như vậy á, thì cái xúc tưởng á, hay là cái thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, xúc tưởng đó, nó sẽ không có làm chúng ta điên đảo. Như vậy á, thì tưởng là vọng tưởng, tưởng là bệnh vọng, tưởng là cục bú, tưởng là mũi tên. Nên khi mà hiểu được như vậy đó, vị đó gọi là ẩn sĩ, là một vị ẩn sĩ tịch tịnh. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng thọ cũng là thọ quẩn, tưởng cũng là tưởng quẩn, hành là những cái tâm sở thanh khởi, ngoài cái tâm sở thọ tưởng thì cũng là hành quẩn mà thôi. Ví dụ như xúc nè, tư nè, tầm tứ thì nó chỉ là hành quẩn mà thôi. Xúc á, sanh ra thọ thì thọ quẩn, là tưởng thì tưởng quẩn, tư hay là tầm tứ đó nó là hành quẩn. Thì chúng ta hiểu rằng ngũ quẩn nó chỉ là ngũ quẩn thôi, lục đại duyên khởi nó chỉ là lục đại duyên khởi thôi, cũng là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại và thức đại mà thôi. Thì danh và sắc á, nó là chỉ là vậy vậy mà thôi. Như vậy á, thì Đức Phật này nói rằng do không có vọng tưởng, vọng tưởng là cục bú, vọng tưởng là mũi tên đâm vào người, vọng tưởng như vậy thì vượt khỏi vọng tưởng, như vậy là gọi là ẩn sĩ tịch tịnh. Tịch tịnh ở đây đây á, là muốn nói đến tưởng á, nó không có bị điên đảo. Bởi vì tưởng điên đảo thì tâm điên đảo, mẹ tâm điên đảo á, thì kiến điên đảo. Ba cái điên đảo này sẽ có, một khi mà chúng ta có tưởng điên đảo thì là tâm điên đảo, và tâm điên đảo là kiến điên đảo. Bởi vì khi mà cái tâm mà nó cái lộ trình tâm á, khi mà thọ qua tưởng, tưởng mà nó qua tư đó là nghiệp thiện ác. Mà như vậy mà nếu mà chúng ta vọng tưởng đó là cái bất thiện thiện hay là vô minh nó sanh khởi, như vậy á, thì cái tư, cái nghiệp tư, nghiệp tư á, thì sở hữu tư á, là nó là tác tạo, nó là khi mà tưởng nó có tư là như vậy. Nên ở chỗ này Đức Phật nói vọng tưởng, dứt trừ vọng tưởng gọi là ẩn sĩ, có nghĩa là ẩn sĩ là không có tham, hay là không có tưởng điên đảo, không có tâm điên đảo và không có kiến điên đảo. Đó là nói đến cái tâm tham tà kiến, hoặc là những cái tâm bất thiện, thì đó không phải là ẩn sĩ, không phải là tịch tịnh. Một ẩn sĩ tịch tịnh thì không sanh, không già, không dao động, không vi cầu, không có cái gì để có thể sanh. Này tỷ kheo, không sanh làm sao có già, không già làm sao có chết, không chết làm sao bị dao động, không dao động làm sao hy cầu. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng khi mà một người an trú như vậy thì vọng tưởng không có chuyển động, không có tưởng điên đảo thì không có tâm điên đảo, và không có tâm điên đảo thì không có kiến điên đảo. Như vậy là thật sự là bị ẩn sĩ tịch tịnh. Chính do duyên này được nói đến như vậy. Hải thọ trì sự phân biệt tóm tắt của ta về 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 sáu giới.
Như vậy á, thì ở trong cái đoạn này đó thì chúng ta biết Đức Phật ngày khi mà ngài thuyết đến đây đó thì tôn giả Bút Cú Sa Tý đó biết đây là vị chánh đẳng chánh giác, à, một vị Phật mới có cái sự thuyết giảng về pháp, về nghĩa, về văn nghĩa cụ túc như vậy, à, thật sự phân tích đầy đủ không còn thiếu sót, à, phân biệt về nhân hiện tại, quả hiện tại, nhân quả tương lai hoặc là nhân quả dứt trừ, không còn nhân quả nữa. Như vậy á, thì tôn giả Bút Cú Sa Tý đã đắc đạo quả, trở thành vị thánh, diệt được năm kiết sử thượng hạ tầng, có nghĩa là ái sắc thân kiến hoài nghi với cấm thủ dục ái và sân. Vị này đã biết được đây là thế tôn nên xin sám hối và nói đến cái sự ngu đần mình đã xưng hô với thế tôn bằng hiện tự, danh từ hiền giả. Và Đức Phật ngài chấp nhận và ngài nói rằng một cái sự lợi ích trong giới luật bậc thánh là nhận thấy lỗi lầm là một lỗi lầm để phát lộ. Như vậy thì Đức Phật ngài đã chấp nhận cái lời sám hối. Và tôn giả Bút Cú Sa Tý lúc bấy giờ vị thánh này muốn được thọ cùng túc giới, trở thành vị tỳ khưu, mà Đức Thế Tôn ngài biết được cái duyên lành của ông, và ông cũng là một vị đặc biệt là không có làm phiền Đức Thế Tôn. Có nghĩa là khi mà sống mà tu đó mà mình cứ tới như là những cái vị mà tỳ khưu mà cứ đến luận biện với Đức Thế Tôn hoài đó, có nghĩa là làm phiền mình, gọi là nhiều nhiều bữa cứ nói tới nói lui và cái suy nghĩ điên đảo đó, như là cái người những cái người mà trong những cái bài kinh mà Đức Phật ngày nói về những cái vị tỳ khưu mà đến mà cứ làm phiền Đức Thế Tôn. Còn vị thiện gia nam tử của Sa Tý đó thì đi tìm y bác và không tìm được, bị con bọ mộng hút chết, và vị này được chư tỳ khưu thấy và hỏi, thì Đức Phật ngài tuyên bố vị tỳ khưu Bút Cú Sa Tý là một vị đã đoạn trừ năm kiết sử đầu, là một vị không còn phải tái sanh ở trong cái cõi này, sẽ niết bàn. Như vậy là một vị đã chấp hành chánh pháp, tùy pháp và không phiền nhiễu, không có kiện tụng về chánh pháp này. Tỳ kheo thiện gia nam tử Bút Cú Sa Tý đoạn trừ năm cái hạ phần kiết sử, được hóa sanh chỗ mà sanh đó là niết bàn luôn, không trở lại nữa, cảnh này nữa. Như vậy thì trong cái bài học này đó được phân biệt, mình gọi là giới phân biệt đó, thì chúng ta hiểu là địa giới, thủy giới, quả giới, phong giới, không giới và thức giới được phân biệt thành 18 ý hành, được nói đến cái sự chạy đi đến đến những cái cảm thọ hỷ hoặc là ưu hoặc là xả. Và vị đó biết được như vậy và vị này chánh niệm tỉnh giác để không có bị những cái tưởng điên đảo. Khi mà đi tưởng điên đảo thì tâm điên đảo và kiến điên đảo. Như vậy á, thì không thể nào chứng được cái chánh pháp mà Đức Thế Tôn này chứng ngộ. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài pháp này đó thì hồi nãy giờ á, thì thật lòng con cũng coi 2-3 lần rồi, cho đến con quên đến 8 giờ, dòm lại thì 8 giờ mấy rồi, cứ nghĩ nhớ 8 giờ rưỡi ở trong phòng thì lại không có giờ đồng hồ, thành ra con vô hơi trễ, con cũng xin sám hối với quý ngài. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng điều hòa phần thảo luận. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Đàm. Thưa Phật tử, đáng lẽ là chúng tôi dành thời giờ phần thảo luận ngày hôm nay, bởi vì có rất nhiều điều quan trọng ở trong thảo luận này. Nhưng mà chúng tôi muốn đặc biệt là đề nghị là chúng ta sẽ trở lại với bài kinh này vào tuần tới, tức là cũng là thứ tư ngày giảng của Thượng Tọa Pháp Đăng, để thảo luận về bài kinh này. Ở đây thì còn 10 phút còn lại, chúng tôi muốn được tóm tắt lại những điều Thượng Tọa Pháp Tân Thượng Tọa Pháp Đăng đã giảng.
Thì thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay đó là một bài kinh mà Đức Phật giảng cho một vị xuất gia đúng nghĩa, mặc dù chưa thọ đại giới, nhưng mà là vì từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình và hướng cầu giải thoát. Ta thấy trong bài kinh này đặc biệt Đức Phật ngài gọi vị này là bhikkhu, là tỳ kheo. Bằng giờ ở đoạn chót thì Đức Phật ngài có nói rằng các đấng Như Lai không thể trao truyền đại giới cho một người không có y bát. Về điểm đó thì chúng ta sẽ thỉnh thì đoạn tuệ siêu giảng trong tuần tới. Nhưng mà Đức Phật gọi vị này là một bhikkhu và một vị tỳ kheo. Trở đây Đức Phật ngài có một bài pháp rất là hàm súc, rất là cô đọng. Thật ra thì cái lý do này mà vị này không thọ đại giới và bị bò húc đó, nó lại liên quan đến một câu chuyện bổn sanh ở trong thiền kiếp, mà câu chuyện đó cũng sẽ được chúng ta nói vào tuần tới. Ở đây chúng tôi chỉ nhắc tất cả quý Phật tử một vài điểm, đó là một ở trong những cách mà chúng ta xóa đi cái ảo giác, đó là chịu khó nhìn thẳng vào sự thật. Và ngài Vajuttho ở trong quyển Phật giáo và nói rằng cái phương pháp tiệm cận, hay là cái approach, hay cái phương pháp mà tìm hiểu sự thật, thì giữa Phật giáo nguyên thủy tức là Tam Thập Pali và khoa học có một số điểm tương đồng. Điểm tương đồng đó là chúng ta không phải bắt đầu bằng một cái định kiến hay một cái quan niệm tôn giáo thế này, đạo giáo phải thế kia, mà là chúng ta quan sát, và quan sát chúng ta đi tìm thấy sự thật. Sự thật đó là những cái nguyên tố tạo nên đời sống rất là gần với chúng ta, đó là tứ đại, đất nước lửa gió. Nhưng mà tứ đại thì có hai cách nói, một cách nói theo thường tình và một cách nói theo vĩ mô. Vĩ mô là của thắng pháp, thì bên điều này chúng ta đã so sánh rất là nhiều lần. Và trong cái pháp tu tập này đó, và trong cái hành trình này, thì Đức Phật ngài dạy cho chúng ta bốn cái yếu tính rất là quan trọng trong một bài kệ, và hy vọng rằng mỗi mỗi người con Phật chúng ta đừng bao giờ quên, là chớ có sao lãng trí tuệ. Chớ sao lãng trí tuệ là điều đầu tiên. Là trong đời sống Hòa Thượng Minh Châu dịch là chớ có buông lung trí tuệ, nhưng mà chữ sao lãng ở đây tức là chúng ta đừng bao giờ sống tu học mà để cho ngọn đèn tuệ bị mờ đi, hay là không chăm sóc cái trí tuệ. Và nó giống như là một cái gì đó quan trọng trong cuộc sống, quan trọng lắm, và mà chúng ta gọi là cái mạng mạch, hay là cái huệ mạng. Huệ mạng tức là cái sự tồn tại của trí tuệ trong đời sống phải được chúng ta đặc biệt quan tâm, chứ có sao lãng trí tuệ. Hãy hộ trì chân đế. Cái chữ chân đế ở đây đó, nó khác với chữ đế Paramattha mà chúng ta thường xài, là tại vì cái chữ chân đế mà chúng ta xài đó, đó là một cái sự thật bản thể. Còn cái chữ chân đế ở tại đây đó là nói về sự thật vi diệu, hay là diệu đế. Hãy hộ trì, nói cách khác là hãy bảo vệ sự thật, hãy tôn trọng sự thật ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù mình thích hay không thích, dù nắng dù mưa, dù thịnh dù suy, dù hoàn cảnh này hoàn cảnh khác. Hành giả là người không phải chỉ quý trọng sự thật, tôn trọng sự thật, mà còn bảo vệ sự thật. Tại vì chính sự bảo vệ sự thật đó, nó mở ra cho chúng ta một cánh cửa vượt ngoài những ảo tưởng. Cái câu kinh rất là hay là sắc chát rồi anurakkhiya, là hãy hộ trì sự thật. Mà Hòa Thượng Minh Châu dịch ở đây là hãy hộ trì chân đế, một cái lời dịch rất đẹp thưa quý vị. Và chớ có sao lãng trí tuệ, hãy hộ trì chân đế. Biết tu tập buông xả, thì cái chữ cha gá ở đây á, là buông xả, mà chúng tôi cũng không hiểu tại sao trong bản dịch dịch là huệ thí. Thật ra chữ huệ thí nó không có đẹp, chữ huệ mà chữ biết tu tập buông xả. Đây là một cái đặc điểm của đời sống tu tập, là chúng ta tu, nhiều người nghĩ rằng để có được cái này, để thủ đắc cái kia, để được cái đó, nhưng mà cái điểm chính của sự tu tập tức là biết khả năng buông xả.
À, đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Cái gì mà mình cố chấp mình bám víu vào thì hãy coi chừng. Thành ra học hành buông xả đó, và học hành buông xả gọi là chaka manubruhiya, và cũng ở đây có chữ anubruhiya, tức là là cái chúng ta gọi là quân tu, hay là quân tập, quân tập cái hạnh buông xả. Một cái người tu Phật hay là một người con Phật mà chưa có thật sự sống với sự buông xả đó là chúng ta còn có vấn đề lớn lắm. Tại vì sao vậy? Cái tâm của chúng ta thường ôm vào, chấp vào, bám víu, dính mắc. Thành ra cái hạnh buông xả là một hạnh rất là kỳ diệu. Dĩ nhiên hàng ngày ngày chúng ta nói bố thí là một hạnh buông xả, nhưng mà trong đời sống nó có rất nhiều cái buông xả. Ví dụ như chúng tôi làm trụ trì đang xây dựng ngôi chùa, mình xây dựng thì muốn làm cho ngôi chùa nó đàng hoàng, nhưng mà bây giờ mình nghe một vị thầy như là ở bên California có thượng tọa Tề Giác, là viện chủ của thiền viện Đại Đăng, một cái tu viện lớn California, bỏ bao bao nhiêu năm xây dựng tu viện rồi bây giờ mới tịch, rồi mới có hỏa táng ngày hôm qua. Thì như vậy xây dựng rồi rồi phải ra đi, thì cái điều quan trọng là làm sao khi mà chúng ta ra đi mà cái tâm nó không dính mắc cái gì mà mình đã xây dựng, cái gì đã có. Tại vì sao vậy? Cái khả năng mà buông xả nó quan trọng hơn là cái khả năng mang theo. Ai cũng nghĩ rằng mình giữ, mình dành dụm, mình chôn cất, mình bỏ trong saving, mình đầu tư, mình làm này kia, nhưng mà thật ra điều đó đối với đời sống tinh thần nó không quan trọng bằng cái khả năng buông xả. Thành ra biết tu tập buông xả, và một điều nữa gọi là thường hướng cầu thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây là santi, và santi mê quá, chữ mê quá là có ê quá là chỉ, và chỉ có hướng cầu, chỉ có tu tập hành thanh tịnh thôi. Thanh tịnh tức là sự an tịnh, không có phiền não, không có nghiệp não. Con người chúng ta quý vị thường là mình mong rằng nó có đời sống sôi động, đời sống có cái này có cái kia, mình không có thấy được cái giá trị của sự yên tĩnh. Cũng như người ta nói rằng trong cả cuộc đời thì chúng ta dành rất nhiều thời giờ để bài ra, bài cái này bài cái kia, rồi cuối cùng rồi chúng ta chỉ mong là làm sao dọn dẹp lại, cũng như là mình chất chứa rất nhiều đồ trong garage, ở trong kho, rồi bây giờ chúng ta muốn dẹp cho nó trống đi. Thì cái cuộc sống của chúng ta thật ra khi mình cảm nhận rằng hạnh phúc là sự tịch tịnh, hạnh phúc là sự an tịnh, nó không phải là một điều dễ cảm nhận ở trong cuộc sống này. Thật ra Đức Phật ngài đã dùng một bài kệ, và bài kệ này rất là cô đọng, nhưng mà là một cái phương, là chứa đựng bốn cái phương châm, và phương châm đó rất là cần thiết cho bất cứ ai tu tập. Chớ sao lãng trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, biết tu tập buông xả, thường hướng cầu thanh tịnh. Nếu chúng ta học được, nếu chúng ta thường tâm niệm, nếu chúng ta thường nhắc nhở về bốn điều này, là chúng ta có được bốn cái phương châm rất là quan trọng ở trong đời sống tu tập. Thì bài kinh ngày hôm nay là một bài kinh có giá trị về cả hai mặt, đó là pháp học và pháp hành. Về pháp học thì Đức Phật ngài đã dạy cho chúng ta một cách nhìn về cuộc sống. Quý vị đọc, chúng ta đọc kỹ chúng ta sẽ thấy không, ở đây không có màu sắc của tôn giáo. Ở đây giống như là chúng ta đang nói chuyện với một cái người họ nghiên cứu về khoa học. Và khoa học ở đây là tìm hiểu sự thật bằng cách là phân tích chia sẻ, phân tích chia sẻ, và rồi bằng một cái thái độ rất là tỉnh táo với bốn phương châm này đó, thì chúng ta sẽ đến gần với sự thật. Thật ra thì không có ai mà thấy biết sáng suốt mà không có trí tuệ, không có ai mà giác ngộ chân lý mà không biết tôn trọng, không biết quý sự thật. Không có biết tôn trọng sự thật, không biết quý sự thật thì lấy gì đâu mà gọi là đồ giác ngộ chân lý. Và nếu mà một người muốn được giải thoát mà không học hạnh buông xả thì lấy gì đâu giải thoát. Và đồng thời mình muốn có một cuộc sống không phiền não mà mình đòi, mình không có cảm kích cái giá trị của sự an tịnh thì thật ra rất là mâu thuẫn. Thật ra khi đối với người tu Phật mà chúng ta tâm niệm rằng
cứ nhớ bài kệ này rất là đẹp. Tuần tới chúng tôi sẽ post cái, nếu quý vị nào coi trong bài Pali đó, ở trong bài học đó, thì chúng tôi có trích phần Pali, tại vì quan trọng lắm. Chớ sao lãng trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, biết tu tập buông xả, thường hướng cầu thanh tịnh. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng, định liễu quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai này, quý vị chúng ta sẽ có chương trình của lớp Thắng Pháp Vithama. Chúng tôi sẽ là người phụ trách cho chương trình ngày mai. Xin hẹn lại gặp lại tất cả quý ngài và quý vị. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Phật dạy. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Xin nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Yang kicik tu sama kamang.